không, sàng lọc nguy cơ cao xong bạn để đó, để đó là bạn không có chấm dứt thai kỳ, rồi gửi nó nguy cơ cao mà bạn không có xử lý, không có đưa đến chẩn đoán, nó không sàng lọc để mình phân loại nhóm á. 1000 bao bầu mình áp dụng hết đi, siêu âm đó, siêu âm ban đầu kết hợp với những chất trong ban đầu, hoặc là có bà thì siêu âm 3 tháng giữa kết hợp xét nghiệm 3 tháng giữa, rồi mình phân loại thành hai nhóm, một nhóm 953 vô cái hội trường lớn ngồi, 53 vô hội trường nhỏ ngồi, thì 953 vô hội trường lớn đó, là nguy cơ rất thấp, không đáng kể. Rồi cứ việc theo dõi khám thai định kỳ để phòng những cái bệnh lý sản khoa có thể xảy ra trong 3 tháng giữa thai kỳ, như là nhiễm độc thai nghén, tiền sinh dật, đó, nhau bông non. Còn 53 còn lại thì được phát một cái phiếu quyết không trúng thưởng, bà thuộc dạng nguy cơ cao nè, thì trong 53 nguy cơ cao nè, bà nào muốn chẩn đoán xác định giơ tay lên, có 48 cánh tay giơ lên, còn hai cánh tay hai bà không chịu giơ lên. Thưa em, cảm ơn bác sĩ nhiều, bác sĩ đã sử dụng siêu âm đánh giá khảo sát cho con em, bác sĩ có xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm double test, triple test gì đó, bác sĩ có thông báo cho biết con em có nguy cơ cao sanh ra có thể bị hội chứng đau, nhưng mà em không muốn chẩn đoán xác định, em chơi hên xui để ra nhìn mặt nó không khờ, cảm ơn cho Phật khờ tiếp nhận em luôn, ngon rồi. Nếu vậy thì sổ khám thai của bà đây, bà ghi vô thông qua kết quả siêu âm và xét nghiệm máu nguy cơ cao đã được nghe tham vấn nên lên từ vũ để chẩn đoán xác định để có hướng dưỡng thai hoặc bỏ thai. Tuy nhiên vợ chồng tôi từ chối chấp nhận nguy cơ, ký tên vô, tên bà đẹp, chữ ký bà đẹp, ký tên lưu lời kịch để chi, lời nói gió thoảng mây bay, đúng không? Mất quật lật ngược lại sao, bàn tay nè trắng nè, tôi có quyền tôi lật xuống thành đen nè. Thành ra mình phải tự bảo vệ mình làm đúng cái nhiệm vụ của mình, chức trách của mình. Mình nói bệnh viện cơ sở vừa làm đầy đủ cho bà, bên bộ phận bác sĩ xuân trả lời bé tốt nè, tuy nhiên thử máu kết hợp lại cho kết quả bé nghi ngờ nè, tôi chuyển bà lên từ vũ để được hướng dẫn tiếp, tham vấn tiếp và làm một cái chẩn đoán, gọi là chẩn đoán xác định coi có em bé có bị rối loạn nhiễm thể trước khi sanh không, nghe không? Mà mình từ chối thì mình ký tên vô, còn mình đồng ý kêu hô bác sĩ là chuyển em lên đi, chuyển em lên để em được chẩn đoán xác định. Nếu con em không khờ em nuôi, con em khờ nó còn nhỏ, nó mới có 17 tuần rồi, mới có 150 gram không có, chứ không thôi để cuối rồi, ba tháng cuối rồi siêu âm trả lời thấy dưa ối đau ối, chịu lại xương đùi hơi ngắn, nghĩ nhiều trong đầu nó lúc đó bỏ được không, đâu bỏ được đâu, thành phải đẻ ngay thôi, 2.8 kg nuôi thôi. Mà nuôi đứa trẻ bị khờ đôi khi trong quá trình nuôi nó bùng phát bệnh ung thư máu leucemia tăng gấp 20 lần so với những trẻ bình thường, nghe không? Rồi sau đó là để nhà mà bố mẹ già chết, anh em thì sao, kiến giải nhất phận, nó lấy chồng phương xa, nó giỏi mắt về quê nhà, nó có người em bị khờ giờ không biết ở sao, ở với bà dì bà cô nữa, nó khổ lắm, nó nó mình gọi là xét nghiệm sàng lọc, đúng không? Để phát hiện cái nhiễm thể là quan trọng, là nhiễm thể 21 á, song song nó còn nhiễm thể 18 nữa, nhiễm thể 18 là nó đưa đến đa dị tật á, não nhỏ, cầm nhỏ, vành tay đóng thấp, đúng không? Tay chân co quắp, không co duỗi trong suốt quá trình siêu âm, dư ối đau ối. Nhưng mà những cái dị dạng đó nó xuất hiện muộn, đôi khi thậm chí 24 tuần, 28 tuần nó mới xuất hiện dấu hiệu đó, chứ không phải là đứa trẻ nào, thai nhi nào bị kia suy 18 đều bắt buộc phải có những dấu hiệu đó phát hiện lúc 26 tuần, 17 tuần, đôi khi 16 tuần vẫn bình thường, phải không? Nhưng mà tới 24 tuần, 28 tuần trở lên bạn mới thấy đau ối, dư ối, tay chân co quắp, đúng không? Nó thậm chí đôi khi tuyến tĩnh siêu âm quên, không thấy dấu hiệu đó, chỉ thấy đau ối đơn thuần, còn hình dáng nó trả lời bình thường, mới mới đẻ ra tay chân nó co quắp này nè, rồi sau đó tự động 3 tháng nó chết, thì là người ta quan sát luôn cái kisumi, nguy cơ của kisumi 18, với dị dạng ống thần kinh nữa, NTD, dị dạng ống thần kinh. Thì giờ mình sẽ coi những cái phương tiện để sàng lọc. Thì sàng lọc nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào mà nó phổ biến, rộng rãi, có thể ứng dụng trong cộng đồng, giá thành nó phải chăng. Chứ còn hỏi bác sĩ ơi, em muốn sàng lọc bệnh khờ lắm, nhưng bác sĩ cho em biết giá cái sàng lọc là nhiêu vậy, kêu 1.5 triệu, kêu thôi để em cho em xuống. Sàng lọc là phải rẻ,
ha, mà độ nhạy nó cũng tương đối cao ha, đã gọi là sàng sàng lọc, là xét nghiệm gián tiếp mà xét nghiệm gián tiếp không mình rồi tới chịu mấy ai làm thì em thôi em bỏ thêm 1 triệu nữa em làm cái xét nghiệm chẩn đoán xác định 100% luôn, khỏi cần sàng, đúng không? Cho nên cái sàng của mình là phải, là mục đích là phải là nhận diện ra được những thai kỳ nguy cơ cao, và làm sao nữa là phục vụ cho số đông dân số. Và thật sự cái xét nghiệm sàng lọc này nó mang lợi ích cho cộng đồng thai phụ, đúng không? Chứ sàng mà không đem lợi ích cho người ta, mình sàng chi cho người ta, đúng không? Tức là mình phải có giá thành rẻ, đúng không? Và thực sự mang lợi ích cho thai phụ, phục vụ cho số đông dân số thì mình mới đưa vô cái sàng lọc được. Cái thuật ngữ của nó, cái tên nữa gọi là sàng lọc trước sinh đó, Nata là thai nhi đó, về Nata là thai nhi trước khi chào đời, tức là còn nằm trong bụng đó, đúng không? Hoặc là ăn tờ Nata cũng được, ăn tờ Nata là thai nhi trước khi chào đời, hoặc là Peri Nata cũng được, tức là những cái tên gọi nhưng mà thường gọi nhất là prenatal. Prenatal là tiền sanh, nên thuốc mà thuốc bổ là gọi là prenatal, là thuốc multivitamin liều cao đó, cung cấp cho mẹ nửa con nữa thì nó cũng lấy tên prenatal cho dễ nhớ, mỗi ngày uống viên, đúng không? Thì sàng lọc bất thường của thai nhi trong thai kỳ, ha, trong thai kỳ. Tại mắt của người thầy thuốc đâu phải là mắt thần đâu, ha, người thầy thuốc mà nếu mà tôi mà có mắt thần nhãn á, bà bầu chỉ cần đi ngang qua cái tôi nhìn vô cái bụng, nhìn xuyên thấu, tôi gọi con trai không bị khờ, không bị dị tật, ngon lành, yên tâm bồi dưỡng vô, theo dõi những tai biến sản khoa, những bệnh lý sản khoa trong kỳ đẻ, con trai là con trai đó, gái là gái đó, không khờ, không dị tật, không dị tật cơ quan sinh dục, không dị tật khờ, rồi ngon lành. Mỗi bà đi ngang bỏ 10 đồng, mỗi bà đi ngang bỏ 10 ngàn, mỗi bà giàu lắm, đúng không? Nhưng mà tiếc quá, người thầy thuốc không có, người thầy thuốc nào có mắt thần á, người ta chỉ có động não và ta sử dụng những công cụ nào cần thiết để mà mục đích xếp loại, à, nguy cơ bệnh lý rất thấp, không đáng kể, gần như bằng 0.01% hoặc là 0.1% là tốt. Thì mình sàng lọc bằng phương tiện siêu âm. Siêu âm là chủ yếu á, siêu âm hình thái, kết hợp với lại xét nghiệm sinh hóa, tức là những sinh hóa mà gọi là sinh hóa di truyền á, chứ không phải là sinh hóa thường quy. Sinh hóa thường quy là những xét nghiệm nãy tôi vừa kể đó, nhóm máu ABO, yếu tố gây suýt cho mai mang suy HIV, rồi kháng thể IgM của rubella, của toxoplasma, của CMV, đó là những xét nghiệm mang tính chất thường quy, đúng không? Những xét nghiệm đó cũng có lợi ích, chút mình sẽ đề cập tới. Còn ngoài ra còn những có xét nghiệm mình gọi là xét nghiệm của những chất của thai nhi nằm trong máu mẹ. Thai nhi nó tiết ra chất đó thì nó lưu hành, nó qua bánh nhau rồi nó vô máu mẹ, thì nó lưu hành trong máu mẹ, người ta mới lợi dụng điều đó, người ta lấy cái máu của người mẹ, ta thử chất A, chất B, chất C có nó phù hợp với cái tuổi của nó nằm trong bụng của người mẹ không, người thai phụ, đúng không? Thì là ta biết, à, qua chất đó ta tính toán, ta tính toán theo tuổi của bà bầu, tính toán theo tình trạng sinh đẻ của bà bầu, con so con rạ, tính toán theo tiền căn sản khoa của bà bầu, có lần nào sinh con dị tật không, dòng họ nội ngoại hai bên có ai sinh con dị tật không, đúng không? Rồi tình đánh giá theo gì, hình thái của bé, kích thước của nó như thế nào, độ mờ da gáy như thế nào, hoặc là được kính lượng đỉnh đầu nó làm sao, tuổi thai nó nhiều theo kỳ kinh cuối, người ta mới tính toán tất cả những thông số đó cùng với những chất A, B, C của thai nhi vào cái tuần được xét nghiệm, để người ta trả lời câu hỏi nguy cơ cao, nguy cơ thấp đối với những cái bệnh lý thừa nhiễm thể số 18, thừa nhiễm thể số 13, thừa nhiễm thể số 21 và NTD là khuyết tật ống thần kinh, thì có thể làm quý 1 chúc thai 10 tuần, 11 tuần, 12 tuần, 13 tuần. À, mình sẽ sử dụng siêu âm mình tìm cái gì, rồi xét nghiệm máu sinh hóa mình tìm cái gì, hoặc là có thể là quý 2 lúc thai 14 tuần, 14 tuần trở lên, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuần. À, hoặc là quý 3 thì mình sẽ sàng lọc cái gì. Nếu người ta quý 1 ta không có sàng, quý 2 ta không có sàng, thì mình còn quý 3 thì mình sẽ sàng một phần nào thôi, chứ không có chủ lực của quý 3 nữa. Quý 3 mục đích là phục vụ cho công việc sản khoa, sinh thường, sinh mổ hay gì đó. À, chứ không có sàng nữa. Nói có nhanh không? Nói tốc độ hơi nhanh không? Nghe được. Tôi nói lớn gì dưới đó nghe được không? Được đúng không? Ừ. Tại tôi giảng tôi không cần micro, không? Không cần cái micro đâu. Giảng bên trung tâm đào tạo quen rồi. Giảng từ năm đầu tiên của trung tâm đào tạo trường Y Phạm Thạch á. Bây giờ mình mục đích lợi ích của sàng lọc là gì? Mình trả lời câu hỏi là mình sẽ xác định được nhóm phụ nữ nào phải cần phải thực hiện cái thủ thuật xâm lấn là lấy kim đâm vô gai nhau lúc thai 12, 13 tuần, hoặc lấy kim đâm vô cái buồng ối lúc thai 10, 16, 17, 18 tuần,
à, hoặc lấy kim đâm vô cũng đúng để mình lấy máu cũng đúng nha. À, lúc thai 24 cho hai vậy à, coi mình xác định coi nhóm thai phụ nào, bà này qua bên, bà này qua bên yên tâm đúng không, còn bà này qua bên đây, bà này nè cần làm, cần làm thủ tục chẩn đoán nè, thủ tục tôi làm là sẽ là lấy nước cai nhau nè, thủ tục tôi làm là lấy nước ối nè, tức là mình xác định được nhóm thai phụ nào cần phải làm thủ tục, chứ không phải bà nào mình cũng làm, bà nào 1.000 bà rồi hết làm 1.000 bà chẩn đoán xác định nó làm sao được. À, phí, phí tiền là nguy cơ đấy. Tại đương nhiên là gọi là thủ thuật xâm lấn, xâm lấn vô nơi ở của nó là buồng tử cung rồi, xâm lấn lúc 3 tháng đầu, lúc thai 12, 13 tuần, mình lấy kim dài, dài giống như chiếc đũa đó, mình đâm vô bánh nhau rồi, đúng không? Rồi sau đó là sao? Mình đâm vô sau đó mình phải chọc lên chọc xuống chứ, lên xuống để 1, 2, 3, 4, 5, nếu mà xâm mất gần đó, bánh nhau cũng cứ chọc lên chọc xuống 1, 2, 3, 4, 5, rút chìa ra, đúng không? Mình sau đó 3 ngày sau mình trả lời kết quả, con và con trai bình thường không thừa thiếu nhiễm kháng thể mang tên số 13, chỉ có 2 chiếc mà thôi, bố cho mẹ cho đủ, 18 2 chiếc bố cho mẹ cho đủ, 21 2 chiếc bố cho mẹ cho đủ, yên tâm con trai không dị tật cơ quan sinh dục trong và ngoài, giới tính nó là con trai, là con trai đúng không, không thừa thiếu gen 13 và 21 vậy nó không bị dị tật xích môn, tên gen số ngón dị tật tim, dị tật thận, dị tật khờ, yên tâm xin chúc mừng. Mình vừa nói một tràng vậy cái bạch sư, cái mình sẽ nhận được câu hỏi, câu trả lời tiếp với bác sĩ ơi, con cảm ơn bác sĩ nhiều nhưng mà em bị đưa thai rồi. Đấy là gọi là thủ thuật, thủ thuật nó phải có tai biến, nó phải chấp nhận tai biến xảy ra là 0.1, 0.2, 0.3% đưa đến có thể là hư thai, có thể đưa đến sinh non, đúng không? Đó thì là cái thủ thuật thì mình sẽ mình làm sàng lọc trước, chứ không phải bà nào mình cũng đòi đưa đến chọc ối, đúng không? Thì là mình làm sàng lọc trước thì mình sẽ làm giảm số lượng thủ thuật chẩn đoán không cần thiết, không? Nguy cơ cao mình mới làm thủ thuật chẩn đoán lấy kim đâm vô lấy nước ối hoặc lấy kim đâm vô lấy gai nhau, tức là mình đương nhiên mình làm giảm số lượng thủ thuật không thiết thì là đương nhiên là mình làm ít thì tai biến ít, làm giảm cái thủ thuật xâm lấn thì đương nhiên làm giảm tai biến đi, đúng không? Với lại mình giảm cái số trường hợp xảy thai cho tùy cái lượng thì giảm chi phí nữa, một ca chọc ối là tốn 3 triệu, đúng không? Giờ mình có làm sàng lọc thì cuối cùng tôi sẽ chẩn đoán được có nhiều, có 40 ca cần thiết trong 1.000 ca chỉ có 4% là nguy cơ cao, thì là có 40 bà cần phải cân nhắc chọc ối thôi, thì tôi chọc ối có 40 bà thôi, đúng không? Còn nếu tôi không làm sàng lọc thì chẳng lẽ giờ tôi chọc ối hết 1.000 bà sao được, chọc sao sửa, đúng không? Giờ mình phải sàng lọc trước, đó là lý do tại sao ta sàng lọc, rồi sắp tới ta sẽ sàng lọc sớm hơn nữa. Nha, ta không cần phải siêu âm đo đủ mời cho gáy chi giáo trội, ta khỏi cần phải lấy máu làm xét nghiệm double test hai chất của em bé lúc thai 11, 12, 3 tuần, khỏi làm siêu âm 3 chiều, 4 chiều lúc thai 16, 17, 18, 19, 20 tuần, hoặc là làm siêu âm test chi giáo trội, ta lấy máu bụng và bầu lúc thai khoảng 8 tuần 9 tuần, nha, ta xét nghiệm ta biết là nguy cơ cao, nha, mà 13 nguy cơ cao bằng kỹ thuật mà làm kỹ thuật sớm vậy cũng gọi là kỹ thuật, cũng là sàng lọc, nhưng mà sàng lọc cấp cao cấp, cái này là cấp vừa vừa, siêu âm đo đường vòi da gáy xét nghiệm double test là cấp vừa, ha, siêu âm 4 chiều đo được chứng đường đỉnh đầu bé và xét nghiệm double test cũng là cấp vừa, nhưng mà xét nghiệm sàng lọc cao cấp hơn nữa gọi là cấp cao rồi, đúng không? Xét nghiệm này là mình bỏ ra món tiền khoảng chừng có 600 mà vừa siêu âm trụ mời da gáy vừa xét nghiệm double test, còn xét nghiệm kia mình phải bỏ ra bao nhiêu? 25 triệu, đúng không? Mình mới gọi là xét nghiệm thật cao cấp, sàng lọc mà sàng lọc thật cao cấp, thì mình sàng lọc cái đó mà nếu mà 13 nguy cơ cao là hầu như là 9-3 bệnh rồi, nhưng mà mình sàng lọc bằng cái đó rồi người ta cũng ghi rõ cái đó vẫn là một cái phương tiện sàng lọc không xâm, không xâm lấn để biết coi thai nhi này có nguy cơ cao thì cao đối với rối loạn nhiễm thể 13, 18, 21 giới tính hay không, nhưng mà muốn chẩn đoán lại confirm lại chắc chắn 100% cũng phải dựa vào cái kỹ thuật chẩn đoán xác định qua gai nhau hoặc qua nước ối thì mới bỏ, đúng không? Mà trình độ kinh tế của Việt Nam mình bây giờ thì không làm cái xét nghiệm đó được, đúng không? Trong 1.000 bà đôi khi có 2 bà làm cái đó thôi, còn đa số là phục vụ cho số đông thai phụ từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện, người ta đều có thể đủ khả năng người ta làm,
Cho nên mình không có làm cái xét nghiệm sàng lọc NIPT là quá sớm, và cuối cùng bạn cũng phải làm, phải không? Rồi mình nước ngoài tại sao nó làm? Tại nó khác mình. Lý do là sao? Tiền ai chi trả? Bảo hiểm y tế trả, đúng không? Còn tiền mình ai chi trả? Thai phụ phải chi trả. Thì 25 triệu là đủ xem dịch vụ rồi, chọn gói luôn, mà còn dư tiền mua sữa cho con. Nghe không? Nó kêu thôi em không làm cái NIPT rồi đâu. Còn bên nước ngoài người ta cho làm là tại sao? Bên nước ngoài đụng tới tự luật xâm lấn là tiền nhiều hơn, thế nên người ta mới làm. Mà bên nước ngoài nó ngại đưa đến tự luật xâm lấn. Và nếu có tự luật xâm lấn đi chăng nữa, ai trả tiền? Bảo hiểm y tế trả. Ví dụ làm xét nghiệm nó ôi, bên nước ngoài là 2.000 đô la, thai phụ đóng nhiêu? Thai phụ đóng nó có 200, còn 1.800 đô la là bảo hiểm y tế chi trả. Cho nên nước ngoài ta cho, ta cho nguy cơ cao, ta cho làm hết, người ta không có ngại. Đó, thì là cái sàng lọc trước sinh này có từ lâu đời lắm rồi. Các nước Anh, Úc, Mỹ, Pháp, Canada, các nước đã tiên tiến rồi, đã phát triển mạnh rồi, thì ta làm lâu rồi, ta đã thấy có mối liên hệ giữa tuổi mẹ với hội chứng đau rồi. Tức là mình chỉ đề cập tới hội chứng đau thôi nha. Nó ta có thấy có mối liên hệ, có mối dây liên hệ chặt chẽ giữa cái việc sanh ra đứa trẻ bị chậm phát triển tâm thần, thể chất do thừa nhiễm mất thể mang tên số mấy, có liên hệ chặt chẽ với lại bệnh đau, là do tuổi của mẹ càng cao bao nhiêu thì tỷ lệ sinh con bị thừa nhiễm mất thể hay mất càng cao bấy nhiêu, đúng không? Có mối dây liên hệ rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bà này 40 tuổi, 42 tuổi là 100% sinh con bị đau, không có. Nguy cơ tăng cao cho tụi mẹ thôi, có được biểu diễn nguy cơ tăng cao cho tụi mẹ, nhưng mà không, điều đó không có nghĩa là không xảy ra đối với người phụ nữ trẻ tuổi. Rồi ta biết rồi, ta biết là tuổi mẹ càng cao sinh ra con bị chậm phát triển tâm thần. Rồi ta biết những đứa trẻ tâm thần da đen, da màu, người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Úc gì đó, với người Việt Nam có một nét mặt, một mặt tròn như mặt trăng ấy, sống mũi tẹt, hai mắt cách xa nhau, mắt xếp lên, lông mày xếp lên, cổ ngắn, lưỡi dày, môi dày, là bàn tay có rãnh khỉ. Thấy đưa lòng bàn tay, thấy lòng bàn tay tôi có mấy chỉ, ba chỉ, xin đạo, chí đạo, tâm đạo. Nó buồn buồn đưa ra coi, bữa nay coi có tiền không, coi bữa nay có lộc không, đưa ra tay bóng, thấy ba chỉ rõ, xin đạo, chí đạo, tâm đạo. Còn mấy đứa đau xè ra có hai chỉ, có một đường xin đạo, đường chí đạo nó không có, tâm đạo nối thẳng đây qua đây luôn, dính liền với đây luôn, nó gọi là lòng bàn tay có cạnh khỉ. Đường út ra có mấy lắm, út có ba lắm, ai cũng có ba lóng đều nhau, đúng không? Còn mấy đứa đau có hai lóng, mấy đứa đau ngốc này có hai lóng, mà nếu nó có ba lóng thì lóng giữa này nó bất sản. Sư âm nhìn thấy á, mà sư âm phải xịn lắm á mới thấy được á, mới thấy được là lòng bàn tay nó cạnh khỉ, và đo cái lóng tay của nó này, ngốc này có hai lóng, có hai lóng nha. Nhưng mà sư âm một bên nước ngoài ta học mấy năm, 4 năm mới dạy bác sĩ chuyên về người chuyên về siêu âm đó, còn mình khác, thấy không? Cho nên bên đó người ta đo một người siêu âm đó là 40 phút mới xong một bệnh lý về siêu âm, đúng không? Ở đây bác sĩ nè, bác sĩ mà thạc sĩ siêu âm ở bên Việt Nam mình á, qua bên Mỹ á, định cư á, nó có cho hành nghề không? Xin thưa, no. Thank you. Bạn xài cho nước bạn, còn qua nước tôi bạn phải học lại đi, nha. Học lại bác sĩ được thì học, còn không thì thôi, bạn học khóa huấn luyện 6 tháng, và có diploma thôi, diploma chuyên về ultrasound, là bạn làm cho những cơ sở mà chuyên về ultrasound chuyên về, và xong mới làm xong rồi cũng có ông chuyên về chẩn đoán hình ảnh, mà bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mình nói là bác sĩ học về X-quang, MRI cộng hưởng từ CT đó, là bác sĩ nó gọi là bác sĩ chuyên về chẩn đoán hình ảnh. Trong phần chẩn đoán hình ảnh nó có cái siêu âm ultrasound nhỏ ở trong, thì là cái ông Trùm đó là ông ký tên, nghe không? Ký tên sĩ khác, đúng không? Nhờ ông nó ký, bệnh viện Từ Dũ mình đó. Bác sĩ chuyên siêu âm qua đó hỏi giờ làm gì, dạ em học lại 6 tháng, thầy ơi em học lại 6 tháng rồi em đi làm chuyên về siêu âm, nó chỉ là em là kỹ thuật viên siêu âm. Hỏi mức lương cũng ngon. Người ta mới thấy mặt thế nào nấy cũng giống nhau, mô tả giống nhau á.
và cũng khờ giống nhau ha. Rồi ta mới càng ngày khoa học càng phát triển, ta mới chứng minh có cái gì đó nó quy định kiểu hình giống gì, ta mới tìm. Như vậy là về cái tế bào nó càng ngày càng phát triển lên, ta mới biết thủ phạm của con khờ đây là thừa một cái nhiễm rất thể nhỏ xíu mang tên số 21. Thì ta mới phân tích được cái dịch ối là biết là nhiễm rất thể thừa là số 21, là năm 1959. Bởi giờ phát triển nhiều lên rồi, sau đó mãi cái năm mới tới bây giờ rồi ta mới có xét nghiệm đa phương test, chi phương test, rồi ta mới xét nghiệm thấy những chất có liên quan tới của thai nhi nó thay đổi tăng giảm không phù hợp với tuổi nó nằm trong bụng. Lúc đó nó phải bao nhiêu miligam mà lúc đó nó quá cao thì ta nghĩ nhiều tới, qua tính toán ta nghĩ nhiều tới là nó bị tập NPPD, các vị não bằng não, hoặc là nó bị hở thành bụng. Cho nên cái chất alpha bilirubin nó tăng cao nó vô máu mẹ, nên mới thấy trong máu mẹ nó tăng cao quá cao, hoặc là cái chất đó nó giảm quá thấp. Thì qua tính toán ta kêu giảm quá thấp thì coi chừng là bị trisomy 18, hoặc là hai chất tăng một chất giảm thì nó nghi ngờ tới hội chứng đau. Thì tất cả những cái đó là hồi trước đây tôi tính bằng tay, thấy không? Hồi cách đây lâu rồi, trước thời cô Phượng á, để tôi về bệnh viện này năm 1986 mà, thì năm 96 mình bắt đầu triển khai sàng lọc hội chứng đau, nhưng mà lúc đó mình có phần mềm nên tính toán không, có độ mờ siêu âm không, mình có phần mềm tính toán cụ thể hư cao không, mình chỉ tính toán cái đo cái chất alpha bilirubin, đo cái chất UE3, đo cái chất beta G là bao nhiêu đơn vị, rồi tôi sẽ có cái bài tính, tôi tính bằng tay, tôi lấy căn lấy lốc rồi đó, rồi mới ra con số nguy cơ cao là bao nhiêu, thì nó sẽ làm chậm đi của mình và mức độ không được chính xác, nhưng mà giờ nó tính bằng phần mềm, phần mềm nó sẽ tính dùm cho mình, miễn sao mình đưa cho thông số cách chính xác thì phần mềm nó sẽ tính dây dùm, rồi càng ngày càng hoàn thiện rồi sẽ có nhiều kỹ thuật mới thâm nhập vô Việt Nam, làm nào kỹ thuật là miễn dịch ELISA, nào kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang, nào kỹ thuật miễn dịch hình quang chậm, có nhiều phần mềm để tính toán nguy cơ cao. Rồi càng ngày ta càng tính nhiều nữa, không lúc đầu nó đâu có NTD đâu, NT đâu, độ mờ cho gáy đâu biết đâu, không độ mờ gáy bây giờ mới biết là độ mờ gáy có liên quan mật thiết lại bệnh lý dị dạng của bào thai, trong đó có hội chứng đau, thì ta mới đưa vô, chứ còn chú đó ta không biết độ mờ. Tới năm 1988 ta chỉ sàng lọc dựa vào sinh hóa, chất alpha protein, chất HCG, chất estradiol thôi, gọi là tri là ba, kibon test là xét nghiệm bộ ba chất. Rồi mãi sau này các nhà sư mới để ý thấy những đứa trẻ đau trong thai kỳ mình khảo sát, trong thai kỳ mà khám thai đó, thì ta thấy những cái trẻ đó nó phần nhiều là độ mờ nhỏ gáy nó dày. Để đứa trẻ nào nó cũng phải có độ mờ nhỏ gáy á, trong quá trình phát triển phôi nó giống như tôm á, nó uống cong cái đầu xuống nè, cái nó nở, bắt đầu nó nở cái đầu nó tròn ra, nó tạo ra hộp sọ, thì chỗ này nó căng, nó tụ dịch, đứa nào cũng có, thai nhi nào cũng có, phát triển từ phôi biến thành thai nhi là nó gặp cái này xuống nó ra, thì người ta để ý thấy cái chỗ này gọi là khoảng sáng sâu gáy hoặc là anh tê, đứa nào cũng có. Nhưng mà nếu nó dày quá nhiều thì nó sẽ có liên quan tới gì, dị dạng thai nhi, có thể là bệnh đau, có thể là trisomy 13, có thể trisomy 18, có thể là bệnh phù nhóm 2, có thể là dị tật tim, có thể thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ này nó chiếm cao hơn ở những cái thai mà độ mờ gáy nó mỏng, nên vì đó ta mới đưa cái NT, đưa cái chỉ số NT vào trong chiến lược tầm soát bệnh lý đau cho những thai phụ nha. Rồi sau đó ta thấy nếu mà mình làm chimbo test á, mình làm có chất alpha bilirubin, beta hCG với UE3 đó, thì là mình chỉ có phát hiện được vào giai đoạn muộn thôi, trước thai 16, 17, 18 tuần. Mà 16, 17, 18 tuần mà bà đó là para 1001, có vết mổ cũ, mà giờ kỳ này bánh nhau nó bám ngay vết mổ, nhau cài găng lược, nếu có trễ rồi đúng không? Mình phát hiện nếu mà nguy cơ cao, mình có chẩn đoán chắc chắn con bà bị đau rồi, làm sao bỏ? Bỏ bằng cách là phải xẻ từ cung thôi, xẻ cung bắt lê với bao bỏ ra, thì lúc đó nhau cài găng lược rồi, mất máu nhiều quá rồi, cắt hai động mạch từ cung vẫn không cầm máu được, thì sao phơ từ cung bỏ? Cho nên không, thôi làm trễ quá nó không tốt, ra ta mới làm sớm. Nhưng mà làm sớm ta mới để ý thấy có những chất ở 3 tháng đầu, lúc thai 11 tuần, 12 tuần, 3 tuần có chất A, chất B, thì ta mới dựa vô cái chất A, chất B ta làm sớm đó, làm sớm đó là bắp A, ta mới đưa cái bắp A vô trong quý 1 của thai kỳ. Còn quý 2 nó không có bắp A đó, mất rồi, còn quý 1 có bắp A, thì ta kết hợp bắp A và beta trong quý 1 thì ta sẽ tầm soát bệnh đạo.
đúng không? Đó, cho nên trong quý 1 còn nhiều ta xét nghiệm, ta phối hợp tuổi người mẹ, ta phối hợp với nếp mờ vùng da gáy là qua siêu âm, tức là có một thông tin về tuổi của bà bầu. Có một thông tin thứ hai nữa về hình ảnh siêu âm của em bé, có quan trọng là độ mờ da gáy. Cái thứ ba nữa là hai chất của nó là chất bắp A và chất beta G, ta phối hợp lại ta sàng lọc trong 3 tháng đầu thai kỳ và quý 1, lúc thai 1, 12, 3 tuần. Để chi? Để tính toán nguy cơ cao sớm, để thai phụ có một tuần lễ để mà đắn đo, suy nghĩ và chọn cái kỹ thuật chẩn đoán xác định. Có thể anh chọn gai nhau, có thể anh kêu thôi làm gai nhau nguy hiểm quá, bác sĩ ơi có cách nào khác không, em cũng muốn chẩn đoán chắc chắn con em trước khi chào đời nó không bị bệnh, nhưng mà bác sĩ ơi làm sao cho nó an toàn, chứ con em là kỳ này là con quý á, vợ em 40 tuổi rồi, sảy thai 3 lần rồi, 30030 rồi, lần này làm tôi tin chống nghiệm, làm tôi tin chống nghiệm mà lần này chuyển phôi chữ lần thứ 3 mới thành công bác sĩ. Giờ A đình phù cái A đổ mời cho cái giày rồi chọc gai nhau đi, sảy thai sao? Sảy thai bà này còn trứng đâu, là thấy trứng rồi, cái thích không còn trứng nữa, nó điều đó không có lợi. Đó thì giờ mình sẽ đưa vào trong cái sàng lọc và trong tham vấn để mà đưa tới chẩn đoán xác định bằng gai nhau, xác định bằng kỹ thuật chọc ối, bằng kỹ thuật chọc gai nhau, là mình phải tùy theo cụ thể trên cái nền chung, nhưng mà có những trường hợp cụ thể mình đắn đo thì mình chọn cái thời điểm an toàn nhất để mình làm cho ta. Rồi có nhiều người ta kêu thôi bác sĩ ơi quý 1 nguy cơ cao, phối hợp với quý 2 nữa, nó gọi là interpretive test đó. Rồi sau đó là siêu âm nó còn phát hiện sớm nữa, là khi mình siêu âm mà mấy anh chị làm hiển rồi nữa, để mốt học có những cái lớp mấy anh chị tiếp cận rồi, nếu mà từ Vũ có mời được thầy về mà chuyên về siêu âm trong bán đầu đó, thấy không, đôi khi bán đầu nó tìm thấy nè, cầm trẻ cầm mất cái xương hàm nữa, với lại không có xương mũi nữa, không có cái gờ xương mũi luôn, là nó dấu hiệu là thiếu NB đó, xương sống mũi nó không có luôn, thì nó xếp nguy cơ cao ngay đầu luôn. Thì là nếu mà mình chẩn đoán gai nhau thì mình chẩn đoán gai nhau, cộng thôi là 4 tuần sau thay 16 tuần mình lấy nổi, mình chẩn đoán sớm thì mình bỏ sớm. Còn nhắc lại sơ số trường hợp dị tật nè, tức là có 3 thôi, 3 cái mà ta quan tâm á, tức là Kisumi 21 là 3 nhiễm thể 21, hoặc là thai nhi bị Kisumi 13, thai nhi bị Kisumi 18, hoặc là thai nhi nghi ngờ bị NTD. Còn những gì dạng khác là không có dính dáng tới rối loạn nhiễm thể mang tên số 13, 18, 21 và khuyết tật ống kinh, thì không dùng những chất này để tầm soát, những chất này không dùng để tầm soát nguy cơ do rối loạn các nhiễm mắc thể khác và những dị dạng do nguyên nhân khác, nhá không? Chứ không thôi là mình không giải thích kỹ là bệnh nhân kêu em đã bỏ tiền ra siêu âm đo rồi mà dây gáy rồi, em đã bỏ tiền ra làm double test rồi, tại sao muốn con em đẻ ra nó bị tay sáu ngón rồi nó bị xuất môn, vậy nhá không? Hoặc là nó bị dị dạng khác, nhá không? Cứ nói dị dạng khác không có liên quan đấy. Giê xu ê mốt là một dị tật nặng thường gặp ở trẻ sinh, nó chiếm tỷ lệ 700 bà đi đẻ có bà bị, 700 bà đi đẻ có bà bị, không phân biệt lớn tuổi, không phân biệt con so con rặn, cứ 700 bà đi đẻ thì có một bà chẳng may số phận không mỉm cười với bà, bà không cho ra đời đứa trẻ, cái trai đứa gái hoàn toàn bình thường mà cho ra đứa trẻ chẳng phát triển được cách tâm thần vận động được kismet không, chiếm tỷ lệ cao, cho nên trên thế giới nó mới sàng lọc làm sao để cho giảm thấp cái tỷ lệ bệnh lý này xuống, còn 1/5000, ha, 1/5000, 1/10000, 10000 bà đi đẻ mới chẳng may có một bà bị, ha. Nguyên nhân thì dễ rồi, là ta thấy là trong tế bào của thai nhi có thừa một nhiễm thể số 21, mà nhiễm thể số 21 thừa này là do người mẹ cho, do nguyên nhân của mẹ cho, 80% là do mẹ, chỉ có 20% là do bố cho, ha. Còn đa số là mẹ cho nhiễm thể thừa số 21. Tại trong quá trình rụng trứng ở phụ nữ á, mỗi tháng có một trứng à. Mỗi tháng cao lắm có hai trứng à. Nếu bạn không dùng thuốc kích noãn, nếu bạn không có dùng thuốc điều trị vô sinh để cho buồng trứng tự nó hoạt động dưới sự chi phối của cái hạ đồi tuyến yên, đánh chỉ thị xuống buồng trứng làm tăng tiết FH, tăng tiết NH để tạo thành cho trứng chín và rụng trứng mỗi tháng, đúng không? Thì người phụ nữ có tháng rụng có một cái, có tháng không rụng cái nào, thấy không? Cho nên sai số thường xảy ra với trứng, thấy không? Tại trong mầm trứng là nó chứa 2-3 đôi, mà lúc giảm phân 2 lần liên tiếp thì nó phải còn là 2-3 chiếc,
trong cái nhân của chứng nó chứa một chiếc số 1, một chiếc số 2, một chiếc số 3, một chiếc số 4, chấm 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 với một chiếc số 22 và một chiếc nghiệm thể giới tính là X. Nghe không? Cho nên khi rụng chứng thì nó dễ xảy ra sai sót. Nhưng mà cái chứng làm sao bạn biết được nó là chứa 2, 3 nhiễm thể? Làm sao bạn biết? Nếu bạn biết thì bạn làm sao? Bạn nhuộm cái chứng, bạn lấy chứng thì bạn nhuộm làm sao? Bạn sao bạn biết? Bạn cho chứng nó hư rồi, nhuộm nhuộm màu cái gì đâu mà sai. Đúng không? Cho nên ta cứ cho chứng và tinh trùng gặp nhau ngữ ngẫu nhiên. Còn siêu âm sao bạn biết? Siêu âm bạn đâu có biết. Siêu âm bạn chỉ biết à, thứ sáu thứ siêu có một cái năng chứng trội, hay là năng chứng năng noãn trưởng thành, gần trưởng thành, kích thước 20mm nằm bên buồng chứng bên phải. Và một cái năng noãn 21mm, kích thước 21mm nằm ở buồng chứng trái. Nội mạc lòng, nội mạc là một cung dày 90mm có hình ảnh hạt cà phê. Tôi thuộc lắm rồi, siêu âm tôi biết. Giống mẹ đúng không? Tối về gần. Giống bố đúng không? Muốn giống bố đúng không? Em ai gần? Lần thôi nghe. Hai lần là trai gian gái, gái gian trai đó. Đảo ngược liền đó, gần một lần một thôi nghe. Rồi, vậy là cái sự ngẫu nhiên. Siêu âm không biết được cái. Siêu âm thì trả lời chứng gần chiến, chiến hay đã rồi. Mình đâu biết thật thôi, chiến đúng rồi. À, mà xui chu kỳ đó tiến dụng bản chất nó thường với hai chiếc 21 chu kỳ đó ông chồng không đi công tác mới chết. Thì ông chồng ở đâu? Ở nhà. Ở nhà thì tối đi uống cà phê, đi coi phim, đi coi nhạc thì có cơ hội chứng và tinh trùng gặp nhau thành phôi. Nhưng mà may quá có chiến lược tầm soát phát hiện sớm nguy cơ cao do chẩn đoán xác định đúng rồi, thừa nhiễm thể 21 rồi đúng không? Đó thì ta biết là nguyên nhân thừa nhiễm thể số 1. Nhưng mà có nhiều nguyên nhân là cái chứng nó tốt, nó chứa 2-3 nhiễm mắc thể, rồi nó cộng với tinh trùng 2-3 loại y nè, tinh trùng 2-3 y nè, cộng lại ra 2-3 cộng 2-3 là nhiêu? 46. Đặc trưng cho là người là chỉ có 46 chiếc là 2-3 đôi, đôi số 1 tới đôi số 2 về đôi giới tính. 46 chiếc mà tại sao nó lòi ra 47 chiếc ở đâu ra vậy? Tại sao vẫn trả lời là bệnh đau rồi? Bệnh đau nó có 3 kiểu luôn à. Kiểu nhất ta trả lời là 47 chiếc phẩy XY phẩy cộng 21. Toàn bộ tế bào tôi đếm 10 cái, tôi đếm 100 tế bào là 100 tế bào đều là 47 chiếc, 47 chiếc, 47 chiếc, trăm nhân tế bào đều 47 chiếc, 47 chiếc. Là đau đó, tôi gọi là đau. Đau, đau phần, phần, thấy không? Nguyên nhân là do không phân ly nhiễm thể 21 hay là xảy ra trong quá trình tạo giao tử. Đúng không? Còn có cái đau nữa tôi trả lời, tôi đếm đang đếm 10 cụm tế bào là 46 chiếc, 46 chiếc, 46 chiếc, 46 chiếc, 2 chiếc 21, 2 chiếc 21 mà thôi, đúng không? Tôi đếm tiếp nữa cái nó lòi ra 47 chiếc, 47 chiếc lại 46 chiếc lại 47 chiếc lại 47 chiếc. Vậy là tôi trả lời kết quả là đứa trẻ này là cũng bị bệnh đau. Nhưng mà 47, 46 XY xẹt 47 XY dư 21. Đau này tôi gọi là đau khảm. Ừ. Kia nhà mặt tiền 47, số nhà 47, còn nhà này trong hẻm 46 xẹt 47. À, là khảm. Đúng không? Hỏi ủa sao cơ chế kỳ vậy, sao 46 mà chứng rụng đẹp mà tinh trùng tốt mà tại sao cái mầm phôi này là 46 chứ? À, phôi nó chia thành hai tế bào con, rồi hai tế bào con chưa nữa, hai tế bào con chưa nữa. Thấy không? Tức là phôi 46 chiếc đúng không? Chia đôi để thành là hai tế bào con, chia đôi nữa thành 4, chia đôi nữa thành 8, chia đôi nữa thành 16, thành 32, thành 64, thành 128, thành phôi nam phôi dâu vô lòng tử cung phát triển thành cái túi thai kim thai. Thì vậy con tôi phải đẻ ra là 46 chiếc chứ, tại sao 47 chiếc đâu ra vậy? Cái đó là không phân ly nhiễm, nguyên nhân là không phân ly nhiễm thể trong quá trình tạo giao hợp tử. Phân cách của hợp tử. Phân cách hợp tử về bình thường. Rồi cuối cùng ta có hàng tỷ tới một con, 46. Còn hợp tử lúc ban đầu là 46. Phân cách thành hai cái một con ngon lành, 46. Rồi cái dòng bên đây chia ngon lành 46. Còn dòng bên đây 46 chia ra 47, 45. Dòng 45 chết, còn dòng 47 nó chia tiếp 47. Vậy cuối cùng mới có xì 46. Nên là không phân cách, không phân ly nhiễm mức thể số 21 trong quá trình phân cách của hợp tử. À, hiểu không? Là bởi vậy ta nghiên cứu rồi ta thấy à, tại vì người vợ bị stress, bị buồn. Thế nên lúc mà chứng chín rồi, chứng rụng rồi, tốt rồi,
gần nhau rồi, thì ngày hôm sau là thành phôi rồi, thành phôi một tế bào còn nằm ở vòi trứng á, thấy không? Đừng để cho bà buồn, bà giận nói stress cái phân chia bất thường, cho 46 xịt 47 để cho con khờ nữa, còn thằng đau nữa, thằng đau nữa mà, thằng đau đó là không có chữa được, dính lẹo nhau á, chiếc 21 dính lại một chiếc 21 nào đó, chiếc 21 dính 21 mà. Người mẹ mang hai chiếc 21 dính lẹo nhau, thấy không? Rồi ông chồng cho thêm chiếc 21 nữa, về đếm 1, 2, 3, 3, 3, 3. Gặp ở những người phụ nữ bị sảy thai nhiều lần, những người phụ nữ bị hư thai nhiều lần, hư thai 3 lần, 4 lần, 5 lần, tìm các cả nguyên khác đều bình thường. Gửi lên phòng tôi trả lời, chồng 46 chiếc SE bình thường, người vợ 45 chiếc SE, có hai chiếc 21 dính lẹo lại nhau. 21 phải đứng liền nhau đúng không? Đây chiếc 24, đây chiếc 21 đúng không? Cứ phân ly cái này, chia ra cái 21 này chạy về đầu này, 21 này chạy về đầu này, tạo thành hai mầm trứng, hai mầm rụng trứng, có chiếc 21, chiếc 21. Và hai chiếc dính lẹo nhau lấy đâu chạy? Về đây là cũng có công nhân của trứng rụng này vẫn có hai chiếc 21. Ông chồng cho thêm chiếc là 3. Rồi cái viên trứng bên kia đã không có chiếc 21 nào hết. Đúng không? Vậy là bà chỉ xảy ra hai trường hợp. Một là bà bị hư thai chăm chăm, hai là chăm chăm sinh con bị đau. Một là hư thai, hai là đau, một người thai hay đau, không có trường hợp là sinh con chữa hết. Thì trường hợp này làm sao giải quyết sao? Đề nghị số 1 nhỏ xin con nuôi, số 2 nhỏ làm thụ tinh trong nghiệm với trứng của người khác. Nếu người vợ là người lành mắn là cấu trúc, còn nếu ông chồng là người lành mắn cấu trúc thì làm thụ tinh trong nghiệm với tinh trùng của anh hẹn, không có cho ráp vô tự nhiên nữa, ráp tự nhiên là hư. Mình đau quá là nó bị chậm phát triển về trí tuệ, nhưng mà đôi khi cái đứa đau nó kèm theo dị tật bẩm sinh tim. 50% thai nhi bị đau kèm theo dị tật bẩm sinh tim các loại, có thể dị tật đường tiêu hóa, dị tật cơ xương, còn đa số là 50% nó không có dị tật gì hết, nó chỉ chậm phát triển thể chất, tâm thần và vận động đơn thuần mà thôi. Đó là đốt số 21 là thường gặp, cho nên ta mới quan trọng, ta mới tìm tất cả những cái chất gì có liên quan tới người đau, càng sớm càng tốt để ta tầm soát và ta đưa tới chẩn đoán, quyết định chẩn đoán xác định để chấm dứt không cho đời đứa trẻ bị đau. Thì là số 21. Thế còn giờ trên thế giới chưa có cái thuốc nào mà bé bị đau chích vô cái mặt thông minh sáng láng hết trơn. Chưa. Cho nên tôi phải tầm soát, tôi phải chẩn đoán. Còn in the future có nha. Điều gì cũng có thể xảy ra trong di truyền, điều gì nó cũng có xảy ra. In the future có. Thai khoảng mới có mấy tuần á, cho bụng mới giờ chị cứ tưởng tượng đi. 21 nè, tức là ba bóng đèn đi ông. Hai cái bóng là của mẹ, một bóng là của bố. Bình thường tôi bật công tắc on, ba bóng đều cháy sáng, phòng này chói chang, đưa cái gì tật. Bình thường có hai bóng mẹ cho, bóng bố cho, bật lên cái hai bóng cháy sáng đều đủ. Hoạt động của các xe nằm dưới 21 của mẹ, hoạt động của xe nằm dưới 21 của bố đều hoạt động hết tốt. Đúng không? Giờ có ba, giờ làm sao đây? Là phải ngắt chứ, ngắt không tắt. Ngắt sao để cho một bóng nó tắt. Mà ngắt làm sao? Ngắt cái cụ mòi á, bóng của mẹ nghe. Đừng bóc ngắt bóng của bố. Bóng của bố là cuối cùng rồi. Hai bóng này là vẫn là hai bóng của mẹ trái sen. Đúng không? Giờ đang làm nghiên cứu trên chuột. Ta tạo ra những dòng chuột bị chi sư mê đó. Rồi ta coi, rồi ta tạo ra những dòng chuột bằng thụ tinh chống nghiệm, ta biết chắc rằng có chứa hai xe thứ mốt, rồi ta chỉnh ký vô để cho điều trị ngắt như thế nào để cuối cùng chỉ có hai bóng trái thôi, một trong bóng tượng trưng gắn vô mang tên số 21 của mẹ, bóng 21 của bố, hai bóng trái sáng thôi. Và mốt là ta không có cần sàng lọc, không cần siêu âm, không cần thử máu, không cần làm gì giáo chổi, lấy một thuốc chích vô lúc vào bầu khoảng 8 tuần đó, rồi nó sẽ ức chế thử da bộ gen vẫn là 47 chiếc phải SI phải cộng chiếc 21, nhưng mà trong đó có một chiếc 21 bị liệt rồi, đúng chiếc 21 của mẹ bị liệt ngay từ trong bụng của mẹ. Nó là in the future, lâu lắm lúc đó chắc mình chết rồi, đời con mình cũng chết rồi, đôi khi nó mới có ra cái kỷ lục mới. Đó là cái số 21 nha. Còn cái nữa cũng không kém còn quan trọng đâu, đó là 18 đó. Nhưng mà may quá 18 nó đưa đến đa dị tật, nhưng mà đa dị tật muộn,
siêu âm mới thể phát hiện được. Phát hiện được thì mình cũng bỏ thai, nghĩa là cô bác bỏ thai, chấm dứt thai kỳ, đúng không? Nhưng mà nó sẽ để lại một cái stress nặng nề cho người phụ nữ mang thai, cho nên người ta cũng nên sàng lọc luôn. Mà có những chất ABC cũng liên quan tới 18, cho nên người ta đưa luôn sàng lọc insulin 18 luôn. Vì ta cũng nặng lắm, sau sanh chết hết đó, trời ạ. Sau sanh chết hết, nguyên nhân cũng do thừa một nhiễm thể số 18 trong tế bào của thai nhi. Đó, đa số kèm theo dị tật tim, đường tiêu hóa, đầu nhỏ, bị rốn, có bị hoành, không? Đa số là kèm theo đa dị tật. Còn dị tật ống thần kinh, đó là sự phát triển bất thường của ống thần kinh đó. Mới đầu là trong quá trình tạo phôi là nguyên ống, giống như mắt xối nè. Rồi sau nó phải uốn khúc thì nó tạo ra cái hộp sọ liền lạc. Nó không có vô sọ, nó không bị dị tật bú cục sống, bú quái vùng cùng cục, hoặc là phát triển não màng não, phải không? Đó, thì là dị tật ống thần kinh đó. Thai vô sỏ các bạn làm não cũng gây sảy thai hoặc chết sau sanh, tại nguyên cái bú quái vùng cùng cục sao chữa, nguyên bú to đùng ha, chuyển qua khoa thần kinh ngoại thần kinh ở chợ rẫy, chặt cái bú đi, trong bú nó có những dây thần kinh tủy sống đó, nó chi phối hoạt động qua chi dưới, nó cũng nằm chỗ ha, ra phát hiện sớm ra cũng bỏ ha. Nói gì ta hở thành bụng nè, hở nguyên cơ bụng nè, cơ bụng nó không khép lại giống cái màng á, cơ thẳng bụng nó khép lại, đúng không? Ruột gan, lục phủ ngũ tạng nằm trong, giờ nó hở cơ bụng thì sao? Ruột gan đẩy ra ngoài, trôi nổi bình bồng trong khoang ối á, thì sao? Chữa sau sanh, chữa sanh sao sanh đường dưới được? Lửa da da cái đầu đó kẹt cái bụng ruột gan nó sao ra, đúng không? Thì mấy những trường hợp đó nên ta mổ không? Mổ mắt bé ra, rồi lấy gạt á, gạt vô trùng có nọc ngoan saline á, nó muốn sinh lý á, phủ lên, oe chở qua nhi đồng. Rửa là nhét vô thì khâu lại, đúng không? Chăm trẻ, sống mấy trẻ? Hai trẻ. Da thôi, phát hiện vậy cũng bỏ, hở thành bụng nhiều, bỏ luôn. Như vậy là tất cả những thai phụ, nói mình gom hết tất cả những bà bầu. Từ nhân gian là người phụ nữ có thai, tôi gọi là bà bầu, cho nó dễ. Còn từ cho nó hơi hay chút, mình gọi là người phụ nữ có thai là thai phụ, đúng không? Không phân biệt lớn tuổi, không phân biệt trẻ tuổi, không phân biệt lớn tuổi, không phân biệt nhỏ tuổi, đúng không? Trẻ tuổi là dưới 35 tuổi, đúng không? Lớn tuổi là trên 38 tuổi, đúng không? Còn ta mới 36, 37 rồi. Gọi là thai phụ lớn tuổi, cái mặt ta hơi biến sắc đi. Mặt em gì mà kêu em lớn tuổi, em buồn lắm, đúng không? Mà gọi ta trẻ tuổi, mặt ta cũng biến sắc liền. Tôi dày mà nó kêu tôi trẻ tuổi. 22, 23, 24, 25 tuổi mới gọi là thai phụ trẻ tuổi. Còn lớn tuổi là 38 tuổi, 40 tuổi, 41, 42 tuổi. Còn 35, 36 tuổi là thai phụ nhỡ tuổi. Mình gom hết đi, tất cả những bà bầu có thai. Không phân biệt con sông, không phân biệt con rạn. Tại vì mỗi lần mang thai là mỗi lần khác nhau, đúng không? Đều được tầm soát hết. Tại vì trong sinh đẻ, giờ những đứa trẻ bị thừa thiếu nhiễm ống thể, nó không có cấp cho người phụ nữ nào một cái miễn tử kim bài đó. Không phải là người phụ nữ này cấp cái miễn tử. Em sanh đẻ, đã nói tới sanh đẻ, em không bao giờ sinh con bị đau, em không bao giờ sinh con dị tật. Không có. Trong sanh đẻ để mà duy trì nòi giống là không có chừa một người phụ nữ nào á. Với người phụ nữ nào cũng có nguy cơ đối diện việc sanh ra đứa trẻ bị vậy, thấy không? Cho nên điều mình phải tầm soát đó. Mà càng lớn tuổi thì càng nên tầm soát. Mà những đứa trẻ bị bệnh đau mà ghép cái khoa di truyền để mà lấy máu confirm lại trước sau khi sanh đó, là thường gặp những người phụ nữ trẻ tuổi bế đứa bé lên 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tuổi. Tại vì trẻ tuổi là chủ quan. Còn lớn tuổi chăm bẩm rồi, biết thân biết phận rồi. Em ghế tuổi rồi, em đọc sách báo nhiều, người ta kêu lớn tuổi dễ sanh nghe con bị khờ, dễ sanh con bị tật các loại, dễ bị bệnh lý sản khoa xảy ra trong những tháng giữa, tiền sản giật ra bông non đó. Do anh chăm bẩm mà anh kêu chị có những cái gì cô cứ cho anh là hết đi, tầm soát bệnh cho con em, tại vì lần này em con so lớn tuổi chăm bẩm người ta sàng hết rồi, sàng lọc hết rồi, đúng không? Còn trẻ tuổi y em mới 23 tuổi, em mới 24 tuổi, 23, 24 tuổi, 1000 mấy trăm bà, 2000 bà, 23, 24 tuổi mới có một bà, xui lắm, sinh con bị khờ. Rồi mới đâu có xui, nó rơi trúng bà. Cho nên, mà đợi cho nó rơi trúng rồi là lúc đó thai bà 38 tuần rồi. Bà đành đẻ ra đứa trẻ nuôi thôi.
cái này là tôi gặp hết rồi, là tất cả những mặt hàng mình đã gặp hết rồi, kể từ quá trình làm bằng 86 tới nay, mà nó rơi vô đúng đồng nghiệp mới ghê, đồng nghiệp hai chồng bác sĩ mới ghê, hai đứa ghê, đứa học lớp 10, đứa học lớp 7, học sinh giỏi cấp thành phố, nghe đẻ ra thằng trai, đỉnh đau, thua rồi, chủ quán, em đã từng xanh ngon lành hai đứa, bên dòng họ bên ảnh cũng không có đứa nào sinh con bị đau quá, không có gì tật hết á, thành ra ngon lành bên em cũng vậy. À, chủ quan khám thai thai gì cũng tốt, siêu âm gì cũng tốt không, không? Tôi chỉ cần hỏi một câu một thôi, có sàng lọc không? Không, không có sàng lọc, không có đo độ mờ da gáy, không có xét nghiệm đau bụng test, không có xét nghiệm kim bụng test gì cháu trội á, không? Chỉ đi khám thai bình thường, đo bề cao cũng mỗi tháng lên 4 cm, mỗi tháng lên 4 cm, thai phát triển tốt, siêu âm một thai ngôi đầu, đường kính đầu bao nhiêu, vị trí bánh nhau và mặt trước mặt sau nó ở bình thường, một thai nhi đang phát triển tốt khoảng 32 tuần, chẳng hạn vậy. Nó về siêu âm về mặt sản khoa chứ không chú ý tìm dấu hiệu mà nghi ngờ bé bị rối loạn nhiễm thể, nên cuối cùng đẻ ra rồi nó thành phải thua con cái sau không đó. Và mình ý mình muốn nói là tất cả những thai phụ đều có nguy cơ sanh ra đứa trẻ bị rối loạn thừa nhiễm thể 13, thừa nhiễm thể 18, thừa nhiễm thể số 21 và NTD, nên tất cả đều sàng lọc. Cho nên có thai, thai phát triển tốt đủ tháng đủ ngày để cuối cùng muốn trai đẻ trai, muốn gái đẻ gái, những đứa bé trai gái sinh ra không bị dị tật bẩm sinh các loại, không bị hội chứng rối loạn nhiễm thể 13, 18, 21 và NTD, thì là đương nhiên ngoài những xét nghiệm thường quy thì phải có xét nghiệm sàng lọc là cần thiết trong quá trình mang thai. Ngoài những xét nghiệm thường quy thì là xét nghiệm sàng lọc là cần thiết. Để từ đó mình nếu mà chẳng may xét nhóm thai phụ đó lớn tuổi, trẻ tuổi, con son đã mà nhầm vô nhóm nguy cơ cao đó, thì mình tham vấn cho ta đầy đủ, có các kỹ thuật chẩn đoán xác định như là kỹ thuật lấy nước ôi, kỹ thuật lấy cây nhau để chẩn đoán xác định con bà không bị, để có hướng giải quyết phù hợp cho nó kịp thời, nghe không? Dưỡng thai hoặc bỏ thai, chấm dứt thai kỳ, đúng không? Thai còn nhỏ dễ làm. Còn song song đó là những cái xét nghiệm thường quy thì nãy tôi có nói rồi đúng không, thì nhóm máu cũng thương máu á, nghe không? Thời điểm sàng lọc lý tưởng nhất là 3 tháng đầu thai kỳ, lúc thai 11 tuần, 12 tuần, 13 tuần đó. Nhưng mà đâu phải bà bầu nào cũng chăm bẩm tới cơ sở y tế lúc thai 3 tháng đầu đâu. Đâu phải mà trễ kinh đường tuần hay 2 tuần thấy ôm ngén nhận ói cái này là mua que thử thai, thử vô bustic dương tính, hai vạch màu hồng xuất hiện cái là mừng quá, cái chạy tới cơ sở y tế đăng ký khám thai liền, mua sữa thai đăng ký thai liền đâu. Thời buổi kinh tế đau mà, ta còn có kinh tế, ta làm ăn này kia, ta quên bẵng đi. Rồi mà mãi đến 4 tháng ta mới cơ sở y tế lập sổ bán thai. Nên bán đầu, mình qua cái thời điểm bán đầu rồi, thấy không? Sàng lọc bán đầu bằng độ 10 da gáy, lúc thai 11 tuần, 12 tuần, 13 tuần mấy ngày, đâu có độ 10 da gáy nữa đâu mà đo, thấy không? Đâu còn chất bắp A trong máu của thai phụ đâu nữa mà đo. Nên cơ bác sĩ ơi, còn cái cách nào khác? Còn. Chỉ làm cái siêu âm 3 chiều, 4 chiều đo được kính lượng đỉnh đầu bé con nó phù hợp tuổi thai 16 tuần 7 tuần không, rồi xử những chất cơm 3 tháng giữa gọi là kim bơ test thì mình cũng tầm soát, tầm soát tức là hai cái ban đầu ban giữa hoặc là ban đầu hoặc là ban giữa đó. Thì là nãy mình đã chứng minh rồi, tuổi mẹ càng cao bao nhiêu thì tỷ lệ sinh con càng tăng cao bấy nhiêu. Mình lấy cái mốc 20 tuổi là một phần nha, một phần nhiều, một phần 1.500 nha, 1.500. 30 tuổi là 1/900, 40 tuổi là 1/100. Chứ 40 tuổi là có bà bị, 100 bà có bà bị. Còn 30 tuổi thì là 900 bà có bà bị. Đấy. Càng lớn tuổi thì nguy cơ tăng càng cao, đó là cái biểu đồ liên hệ giữa tuổi mẹ và nguy cơ sinh ra con bị hội chứng đau. Thì ban đầu của thai kỳ về những chất này có liên quan tới ban đầu là chất bắp A, là một loại protein gắn kết trong cái thanh của bà bầu. Thì nếu mà 3 tháng đầu mà cái chất bắp A này nó giảm thì nghĩ nhiều tới thằng đau, phải bắp A nó phải tăng lên maximum tới 3 tháng bắt đầu nó giảm thấp xuống rồi nó không còn nữa, cho nên người ta thấy là nồng độ bắp A từ nhiều tăng nhưng mà sau đó 3 tháng đầu mà thấy nồng độ bắp A là giảm thấp hơn so với chỉ số bình thường đó, thì qua tính toán ra tính nhan nghĩ nhiều tới thằng đau kết hợp với beta HCG thì nếu mà bán đầu thì nó tăng cao gấp 2 lần cho chỉ số bình thường, cái này mình không cần nhớ,
nó sẽ qua cái bảng tính rồi, cái bảng tính này cuối cùng nó quy ra pháp A này đo được bao nhiêu, beta G đo được bao nhiêu đơn vị, rồi nó qua tính toán và nó qua phần phần mềm nó sẽ ra một con số nguy cơ cao, lấy ngưỡng cắt là 1/250. À, nếu mà con cái ngưỡng cắt của mình là 1 chia cho con càng càng khó bị bao nhiêu, càng thấp bao nhiêu, 1/10.000, 1/20.000, thấy không? Thấp. Còn tỷ lệ 1/200, tỷ lệ 1%, tỷ lệ 1/50, tỷ lệ 1/80, tỷ lệ 1/2, tỷ lệ 1/50 chẳng hạn vậy, thì con số mẫu số càng nhỏ bao nhiêu thì tỷ lệ sinh con càng, tỷ lệ càng cao, nha, mình xếp như nhóm nguy cơ cao. À, thì mình sẽ phân loại thành nguy cơ thấp, nguy cơ cao. Đó, thì độ 10 cái thì bố mấy anh chị sẽ đo, đo sao mấy anh chị sẽ đo được cái khoảng sáng ngay ở giữa đó. À, khoảng sáng màu đen ngay giữa thôi, đừng lo sát ra ngoài nữa, ngoài là cái màn ối rồi. Cho nên phải cắt chuẩn, cắt chuẩn mình đo, mình đo tư thế cắt ngang, ngang ngang chuẩn gì, chứ còn nó ngửa lên gì à, không, không đúng, không đúng á. Thì mốt là bác sĩ Hà Tú Nguyên, bác sĩ ông Nga sẽ chỉ mấy anh chị về siêu âm đo độ 10 cái. Và nó có phần mềm của các nhà siêu âm, nhà siêu âm đây là gọi là tổ chức SMF á, là Fetal Medicine Foundation á, là tổ chức y học bào thai á, thì các nhà siêu âm nó họp lại và nó tạo ra một cái phần mềm để tính toán nguy cơ hội chứng đau Kisubi 21, Kisubi 13, Kisubi 18 bằng phần mềm SMF của riêng của hiệp hội siêu âm thôi, à, nhưng mà nó chỉ tính qua cái SMF thôi. À, nó thì siêu âm đo độ mờ da gáy. Còn chiến lược tầm soát, tôi nói ví dụ, đó có chiến lược tầm soát, có 4 tỉnh đó, tôi nói ví dụ có 4 tỉnh đó, thấy không? Cái tỉnh này ra kêu không có đào tạo bác sĩ, đội ngũ bác sĩ về làm công tác siêu âm, không có đào tạo đội ngũ bác sĩ làm sinh hóa, thì ta kêu thôi cứ khám thai đi, rồi tôi căn cứ theo tuổi, tuổi trên 36 tuổi chuyển lên từ vũ, tuổi 36 tuổi chuyển lên vũ nguy cơ cao chuyển đi, căn cứ theo tuổi thôi. Thì căn cứ theo tuổi thì mức độ đúng nó có 30% mà, đúng không? Thì ra các bạn chuẩn theo tuổi, à, bà này bao nhiêu tuổi thì nguy cơ sanh ra con bị rối loạn nhiễm thể, nhất là hội chứng đau là bao nhiêu phần trăm thì lý thuyết thôi, cứ quy theo tuổi, và bầu nhiêu là con số bao nhiêu, và bầu nhiêu là con số bao nhiêu, đúng không? Thì nó mức độ đúng, nếu anh chị dựa vô một thông tin về tuổi của thai phụ thì mức độ đúng có 30% mà thôi, đúng không? Rồi bắt đầu bước qua tỉnh thứ nhì, à, tôi nói ví dụ, à, à, Đồng Nai có đào tạo đội ngũ làm sinh hóa, đúng không? Có trang bị máy móc làm xét nghiệm máu, nhưng mà siêu âm người ta không có bác sĩ, người ta chỉ dựa vô máu thôi, máu và tuổi của bà bầu thôi, lấy bà bầu lấy máu thử lúc thai 11, 12, 3 tuần làm xét nghiệm máu double test thôi, và kết hợp với tuổi của bà bầu thì mức độ đúng có 60% thôi, thấy không? Rồi tỉnh C lại không có máy móc làm xét nghiệm máu, nhưng mà ta có đội ngũ làm siêu âm đo độ mờ da gáy, thì ta dùng cái phương tiện siêu âm kết hợp với tuổi của bà bầu thì mức độ sàng lọc của ta lên đến 75%. Còn tỉnh cuối cùng ta cử người vừa đi đào tạo siêu âm, cử người vừa đi xét nghiệm máu, vậy là ta tổng hợp vừa tuổi của bà bầu, vừa tổng hợp theo siêu âm, vừa tổng hợp theo sinh hóa, thì đương nhiên mức độ tầm soát của ta đúng lên tới 90%. Rồi nắm không? Tức mình càng có nhiều yếu tố bao nhiêu thì mức độ sàng lọc của mình càng tăng cao bấy nhiêu. Rồi nắm không? Đó, thì giờ tỉnh kia ta vừa có làm siêu âm đo được mờ da gáy, vừa lấy máu luôn vào thời điểm đó luôn, ta thử chất pháp A và thử HG thì trả lời 90% là nguy cơ cao, nó mức độ đúng, mức độ sàng lọc của ta lên tới 90%. Tức mình kết hợp càng nhiều yếu tố bao nhiêu thì mức độ mình sàng lọc, mình loại ra không phải nguy cơ cao, thì độ nhạy mình lên tới 90%. À, hiểu ý câu này chưa? Vậy mình còn bỏ sót nhiêu? 10% thì mình phải dựa vô vũ khí khác, đúng không? Tức là bước đầu có bà A, cái bà A có dựa vô tuổi nè, 30 tuổi nè, có dựa vô siêu âm đâu mọi gáy nè, 1mm nè, có dựa vô xét nghiệm sinh hóa double test là chất ba nè. Giờ bà A này rất khó sinh con bị khờ nè, tỷ lệ thấp nè, 1/1000 của Kisumi 21, nhưng mà đúng có 90 nha. Bà A này vẫn có khả năng sinh ra con bị khờ nha, bỏ số 10%. Thì bà A này lúc thai 22 tuần bạn cho làm cái sơ mình thái cuối cùng á, sơ mình thái lúc 22 tuần đúng không, đo được kính đầu em bé đúng không, đúng chưa, đo được kính đầu em bé rồi khoảng cách hai mắt nè, khoảng cách hai gian hốc mắt nè, khoảng cách hai gian hốc mắt nè, rồi đo chiều dài sinh mũi nè, có đồng hồ biết tuổi thai không, rồi đo những dấu hiệu đúng không?
trong não nè, thấy không? Đó thì bạn sẽ và tìm những dấu hiệu đầu mặt cổ nè, lồng ngực nè, bụng nè, tứ chi nè, nha. Tốt hết. Đây là giai đoạn đầu bạn làm ở gì? Tuổi, siêu âm độ mờ và sinh hóa máu của bé tốt. Tôi đóng một cái dấu duyệt giai đoạn 1. Tốt. Còn cái dấu nữa giai đoạn 2. 22 tuần tốt nữa, tôi đóng thêm cái mộc. Giai đoạn 2 tốt, xuất hàng đi. Rồi 3 tháng cuối ung dung. Rồi mốt đi đẻ là đi đẻ thôi. Hầu như cao không khó. Thấy không? Còn giai đoạn 1 tốt, chuẩn bị xuất hàng đi. Giai đoạn 2 cô này siêu âm cung chiều dài siêu mũi hiểu sản hay là hơi ngắn so với tuổi của thai nhi 21-22 tuần à, rồi như bà này phải chuyển đi, nguy cơ thấp lúc ban đầu với cái dấu chứng của cái 22 tuần này sẽ hiệu chỉnh lại biến thành nguy cơ cao rồi. Hiểu ý tôi nói chưa? Đó tức là sẽ có cái vũ khí này để bắt đầu hiệu chỉnh lại thấp ban đầu nhân lấy bao nhiêu nếu siêu âm này có dấu chứng à, hoặc là các quay ruột giãn thì dấu chứng các quay ruột giãn sẽ nhân lên bao nhiêu, đang thấp là bao nhiêu, nhân lên thái là biến thành nguy cơ cao. Thì bà này cần phải được xem xét và chẩn đoán sinh. Kiểm đó thai 22 tuần nó bé mới có được mấy trăm gram. Thì luận chẩn đoán sẽ bệnh 2 ngày sau có kết quả. Nếu tốt rồi yên tâm. Nga, chiều dài sữa mũi bé hơi ngắn hoặc là tiểu sản sữa mũi, sống mũi bé tẹt. Mình gọi từ chuyên môn gọi là tiểu sản sữa mũi đúng không? Còn từ dân gian kêu sống mũi nó tẹt lét ha. Gõ gờ sơ đây nè, nó không có gờ xuông, nó tẹt. Nó tẹt mà nó chai kệ nó. Con trai muốn là chủ doanh nghiệp nó lấy qua hậu không à, đẹp cũng thôi nhỉ, đúng không? Còn gái mút lớn lên nâng mũi lên sửa mũi miễn sao cái đầu nó thông minh đanh lợi bạc bát hí dọn à, còn trai thiếu gì ông sửa mũi tẹt lét ha, đúng không? Mà hơi lùn nữa chủ doanh nghiệp đanh lợi có tài lấy tàn qua hậu mà tôi thấy tàn qua hậu mà. Đẹp không à, vợ đẹp không à, nó thua gì, đúng không? Quan trọng là cái não nó không bị thừa cái gen số 21 gì, nó không bị ngu đần, nó không bị chậm phát triển thể chất tâm thần vận động. Đừng quan tâm tới cái chiều dài sinh mũi, quên đó. Ý tôi muốn nói là các bạn làm công tác siêu âm sau này các bạn sẽ dựa vào dấu chứng mà các bạn nghi ngờ, các bạn đưa ra lời khuyên đề nghị tham vấn và xem xét có thể chẩn đoán xác định bằng nước ối để loại trừ chắc chắn trăm trăm dấu hiệu này không liên quan gì tới cái thừa chuyển thể số 13, 18, 21. Ừ, nắm chưa? Tức là có nhiều chiến lược đúng không? Ban đầu á, mức độ lên tới 90% nè. Để bạn kết hợp tới 3 yếu tố nè. Tuổi và bầu, ăn là tê và sinh hóa. Cho nên mức độ đúng tôi lên nhiều hơn. Nhiều hơn ban đầu nha. Còn ban giữa thì là người ta xét nghiệm alpha fetoprotein, HCG với lại estradiol đó. Thấy không? Còn có thể ra xét nghiệm thêm cái chất inhibin nữa. Nhưng mà inhibin một mình nó, một cái chất này nó quá mắc tiền. Làm ba chất, đóng có nhiều, đóng có 300 mà. Thấy không? Nội thêm cái inhibin nữa, đóng 700 nữa là cái xét nghiệm sàng lọc này tôi nhiều. Là tới 1 triệu rằng, mà mức độ nhạy tôi tăng lên nhiều. Từ 90% lên tới nhiều, lên 200, đến 200 mặt thôi. Khỏi, thấy không? Khỏi đưa nhập inhibin vô, quy trình sàng lọc chi đó trời, ba chất đủ rồi. Đấy, và tùy. Nó thì cái alpha protein nó tăng quá cao thì coi chừng nó dị tật ống thần kinh đó. Tại nó thất thoát mà, thất thoát nó mà alpha protein thì nó thấm vô cái nước ối rồi nó theo đường máu mẹ nó vô máu mẹ cho nên thấy tăng quá cao. Còn giảm thì này tăng quá cao hoặc giảm thì là do làm đau á. Thì này là máy nó tính hết thì mình HCG hoặc là estradiol. Người nam này quá mắc tiền nên ta không có làm. Lúc ban đầu mới chỉ biết là cái chất alpha fetoprotein nó chất bộ ba đó, alpha fetoprotein beta GUA3 biết nhiều tiền mỏng không? 1.2 triệu. Nó chào hàng trong cờ vũ là 1.2 triệu. Nó kêu đặt cái máy đi làm xét nghiệm bộ ba này, xét nghiệm double test là bộ hai chất double test là chất beta, chất beta HCG là làm lúc thay 1 tuần 12 tuần 3 tuần, hoặc là làm ba chất đó cũng trên cái máy tự động nó luôn, alpha protein, estradiol với là beta HCG, hỏi giá thành nhiêu rồi 1.2 triệu. Vô cái thằng kia sai đặt tên sao đúng không? Thành ra cái công ty đó nó phải liên hệ lại công ty mẹ ở bên nước ngoài đó. Sau nhiều lần thương thuyết đau giá xuống,
bây giờ mới còn lại là 300 đó. Đúng không? Chứ còn lúc đầu là như đó đó, cũng giống y chang như là bạn chích ngừa vaccine á, vaccine ngừa ung thư cổ cung HPV đó. Lúc đầu biết một mũi bao nhiêu không? Một mũi là 100 đô. Tiền đâu chích. Đúng không? Thương thiết, thì sau rồi đau giá. Không thể dính giá gặp khuôn giống như bên nước ngoài được. Nước ngoài tại mặt bằng lương nó khác. Nước mình mặt bằng lương nó khác. Thấy không? Cho nên bạn phải đau giá xuống thì mới áp dụng vô các nước mà đang phát triển. Đúng không? Đa số là bây giờ là nó xài cái xét nghiệm hiện nay của cả nước á. Cả nước từ Bắc chí Nam, từ cơ sở công cũng như cơ sở tư đều xét nghiệm thường quy về sàng lọc hội chứng đau. Nha, trong ban đầu thai kỳ là siêu âm, đôi độ mờ da gáy cộng với lại bắp a. Bắp a hay là cộng với double test. Nha, alpha protein HCG hoặc là làm triple test. Alpha bilirubin, PGTG và estradiol trong 3 tháng giữa thai kỳ. Nếu thai phụ nào không được làm bán đầu là bán giữa, thống nhất trong cả nước rồi nha. 364 tỉnh thành phía Nam, từ Bắc chí Nam, cơ sở công lập cũng như tư lập đều đào tạo đội ngũ bác sĩ làm công tác siêu âm, đo độ mờ da gáy và tìm những dấu chứng trong 3 tháng giữa thai kỳ có nghi ngờ tới rối loạn nhiễm thể nha. Kết hợp với đội ngũ làm sinh hóa tầm soát những chất double test hoặc triple test để mà tầm soát thai kỳ nguy cơ cao của rối loạn nhiễm mất thể trong ba tháng đầu hoặc ba tháng giữa đều giống nhau hết. Cách tính nguy cơ thì các bạn cho thông tin càng chính xác bao nhiêu thì nó tính nguy cơ càng chính xác bấy nhiêu, đúng không? Thì cách tính nguy cơ này nó chỉ trả lời nguy cơ cao là em bé dễ đối diện với lại bệnh lý cần phải được cân nhắc và chẩn đoán xác định bằng kỹ thuật xét nghiệm nước ối hoặc xét nghiệm với nhau vào đúng thời điểm, đúng không? Phân tích kết quả. Kết quả có nhiều cách phân tích mà mục đích cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là nó sẽ cho bạn một cái phân số. Phân số lấy ngưỡng cắt là 1/250. Bạn sẽ có mấy cột tùy theo cái cách trình bày của cái phần mềm đó. Phần mềm của hãng này nó đều chung quy là nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Cao là cao bao nhiêu, có con số đi kèm. Thấp là thấp bao nhiêu, có con số đi kèm. Thì nguy cơ cao thì là mình phải cẩn thận theo dõi. Giống như bà này 30 tuổi thì nguy cơ cao theo tuổi là 1/700. Có làm xét nghiệm sinh hóa không? Có. Thì là nguy cơ thấp của hội chứng đau là 1/8000. Hội chứng Kisui 12-1 là 18 là 1/21000. Và hội chứng Spina Bifida là khuyết tật ống thần kinh là 1/1900. Mà ngưỡng cắt mình lấy là 1/250. Nghĩa là quá thấp thì nó làm cái minh họa bằng cách để cho dễ hiểu là xong không có tô màu gì hết, nó trội không tô màu đỏ hay là tô màu đen nữa thì là nguy cơ thấp. Vậy bà trẻ tuổi này đi về yên tâm nha, chỉ cần theo dõi khám thai định kỳ, cho làm cái sâm 4 chiều lúc 22 tuần và làm sâm màu lúc 39 tuần để coi có dây rung quấn cổ em bé không, để tiên lượng màu xanh dễ khó. Bà này rất khó sinh con bị kisumi 18, kisumi 21 và NTD. Còn bà lớn tuổi này cũng vậy, bà lớn tuổi 37 tuổi rồi, nguy cơ theo tuổi là 1/200. Nhưng mà trả lời câu hỏi bà này có được làm siêu âm và xét nghiệm sinh hóa không? Dạ có. Rồi bà nhìn vô mấy cục của bé có cục nào lên màu đen giống bà không? Không. Rồi mời bà lớn tuổi này đi về, không sợ sinh ra con bị tật. Rồi dễ không? Dễ tham vấn không? Bà nhìn vô cục của bé có lên màu không? Không, không là an toàn. Đúng không? Những cục của bé này, còn cục này còn quy định tuổi của hội chứng đau có thể xảy ra đối ngược phụ nữ, căn cứ theo tuổi 37 tuổi là 1/200. 1/200 là cao hơn ngưỡng cắt rồi, ngưỡng cắt là 1/250. Mà này 1/200 thì mình tô đen là để chi? Để tôi nhìn vô tôi biết à cái tuổi mà tô đen vậy là tôi sẽ được, tôi khỏi cần nhìn mặt thai phụ. Tôi cầm giấy có tô đen theo cục tuổi, tôi cho à cái bà thai phụ này sắp bước vô là một bà lớn tuổi rồi, còn trẻ nữa. Để người bác sĩ chú ý thôi, cái gì á, tôi đang cùng tuổi mà, thì nguy cơ cao theo tuổi, thấy không? Nhưng mà thực chất em bé, những chất của em bé mình làm ra mình tính toán có nguy cơ giống như mẹ không? Không. Vậy là mình tưởng tượng như là em bé đang cất tiếng nói với lại cái bà bầu này nè, bà này lớn tuổi, kêu bác sĩ em lớn tuổi rồi, nguy cơ cái cục em tô màu đen nè, chỉ là sợ em sinh ra con bị đau quá, thôi bác sĩ kêu em chụp ối đi bác sĩ, đúng không? Cái tôi mới nói bà giờ chị cứ tưởng tượng giờ chị ba cột của bé có cột nào tô đen giống bà không?
không. Nghĩa nó đang cất tiếng nói với bà đó. Nó kêu mẹ ơi, bác sĩ làm hết rồi, siêu âm đôi mời cho gãy rồi, lấy máu con thử nhân chất của con rồi, con không có nguy cơ đối diện lại việc thừa nhiễm thể số 21-18. Mẹ yên tâm đi, về đi, khỏi cần lấy kim đâm vô bụng lấy máu chứ. Về mẹ. Về. Là lớn tuổi này tôi không mời mà về. Nguy cơ đã giảm so với lớn tuổi của bà. Rồi hiểu ý tôi nói chưa? Hiểu rồi đúng không? Nhưng mà bà gần chút tôi sẽ nói hiểu ý này chưa? Hỏi hiểu này rồi, nữa là có hai bà đúng không? Bà trẻ tuổi, bà lớn tuổi. Bà trẻ tuổi kia không có nguy cơ cao tuổi. Em bé cũng không có nguy cơ. Bà trẻ tuổi này ung dung ra về. Còn bà lớn tuổi này nguy cơ cao theo tuổi. Nhưng mà nguy cơ cao của em bé qua sinh hóa có không? Không. Bà lớn tuổi này cũng ung dung được mời về. Mời bà về. Cái ông chồng bồi dưỡng vô. Giờ hàng tháng chở bà đi khám thai. Mấy cô dặn gì làm đó. Ha, như là bông đẻ, đi đẻ. Anh ơi, đưa em đi đẻ. Rồi yên tâm. Con mà rất khó sinh nha, con bị khờ. Rồi hiểu ý của sàng lọc chưa? Hiểu rồi đúng không? Rồi coi, coi bà trẻ tuổi này coi. Trẻ tuổi thì nhìn cục đầu tiên là theo tuổi là không có nguy cơ đúng không? Rồi, bà này có làm sinh hóa, có xuất hiện nguy cơ cao của 21 không? Có. Nhưng mà bà trẻ tuổi này mời bà lại. Mời bà ở lại, chút tôi chồng vô tôi nói chuyện. Ha, bà được xếp dạng nguy cơ cao rồi. Ha, không còn nguy cơ thấp nữa. Mặc dù bà trẻ tuổi nguy cơ thấp nhưng mà dẫn chất của em bé không phù hợp với tuổi nó nằm trong bụng bà. Qua tính toán nguy cơ nó dễ sinh ra con bị dễ, nó dễ bị kismi mốt á. Chúng tôi sẽ xem xét, tôi giải thích và nếu đồng ý thì là tuần sau quay lại người thầy thuốc sẽ lấy kim đâm vô cái bụng lấy nước ối ra, chẩn đoán chắc chắn con mà không bị là không bị, bị cho nhập viện sinh non bỏ đúng không. Rồi bây giờ bà trẻ tuổi này mình đừng có mời ta về, mời ta về là có ngày mình sẽ được giám đốc mời lên, mời lên, mời lên lý giải tại sao ở phòng khám thai lại cho ta về. Bà trẻ tuổi này mời bà về chi vậy? Mốt mình bác giám đốc mời lên là báo đốc mời lên là thấy nó lạnh rồi. Tôi đây trước là cô Phượng cũng mời tôi lên vài lần rồi, thấy cô Phượng mời lên là biết rồi. Không bao giờ uống cà phê mà cà phê có đường, cà phê không có đường mà phải không? Là cô cho sao kỳ đó mày, sao kỳ đó toàn ông kêu bà này lấy nước ối thử đi, ta mời bà về chi vậy? Bà trẻ tuổi này đang đối diện là nguy cơ sinh con bị hôn chứng đau này. Bà trẻ tuổi này cái là mình làm mệt quá, trẻ trẻ tuổi cái mời về, mời về. Người ta có cho tiền là bỏ tiền ra làm siêu âm nè, bỏ tiền ra làm sinh hóa sàng lọc nè. Có nguy cơ cao phải giải quyết chứ, giải quyết chuyện nó sẽ định chứ. Thì bà trẻ tuổi này không mời về, ở lại. Nhưng bà trẻ tuổi này thắc mắc vô, ủa sao kỳ quá bác sĩ, bà trẻ tuổi kia 30 tuổi bác sĩ mời về, em bác sĩ mời lại. Mình chuẩn bị sẵn cái tờ 30 tuổi giống như bà này rồi. Bà nhìn coi, của người ta 30 tuổi có cùng nào tôi đen không? Không. Bà khác ra chỗ nào, có cục đen không? Có. Vậy là bà này được nguy cơ nè. Chỉ là tờ này tờ của bà này, nguy cơ. Ở lại. Ở lại tôi giải thích kỹ, khi có một chồng vô rồi tôi sẽ giải thích kỹ. Sẽ làm gì tiếp. Còn làm hay không là quyền của bà. Đúng không? Chẩn đoán xác định như không là quyền của bà. Nhưng mà tôi có giải thích cho bà, tôi có tham vấn cho bà. Đang đối diện nguy cơ cao. Nên cần làm này. Còn làm không là quyền của bà quyền từ chối. Nhưng mà khi bà từ chối xong bà nhớ ký tên chú. Ha, để mốt bà đẻ ra nếu mà hên thì cũng sao xui. Ha, họ hàng dòng họ bà, cô gì chú bác ở phương xa. Ha, người ta gọi điện về, ta kêu con đi khám thai đâu vậy? Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện lớn. Có làm siêu âm đo mời em không? Có. Có làm xét nghiệm 5 trong co. Có nguy cơ cao co. Người ta có kêu con làm gì tiếp không? Không. Kiện đi con. Ha, thì mình phải có cái dấu. À, có ký tên, có ký tên. Từ chối chẩn đoán xác định đúng không? Chứ còn một khi mình không cho làm sàng lọc thôi, mình cho làm sàng lọc mình phải giải quyết cái nên chung nguy cơ cao nên làm gì tiếp, còn làm không là quyền của ta, ta quyền từ chối đúng không? Nhưng mà mình đã cho ta làm rồi thì mình phải có trách nhiệm mình giải quyết cho tới cuối cùng để ta đồng ý không đồng ý. Vậy bà trẻ tuổi đi mời về, mời ở lại chứ không phải mời về. Bà lớn tuổi này không lớn tuổi ở lại. Bà lớn tuổi này khác rồi thấy không? Bà lớn tuổi có mình có nguy cơ cao theo bà. Còn bà lớn tuổi này khác à? Bà này lớn tuổi này có nguy cơ cao theo con à? Con cũng nguy cơ cao. Vậy bà lớn tuổi này là mời ở lại, dễ sinh nha con bị khờ nè, ở lại để chẩn đoán nước ối. Vậy bà lớn tuổi này kêu bà lớn tuổi thì có thể sinh con bị khờ. Rồi bà lấy máu của bé thử cũng có nguy cơ bị khờ.
nha. Giờ bà lắng nghe nó đang nói chuyện với bà. Mẹ ơi, hãy dũng cảm nha. Mẹ cứ để cho thầy thuốc bố trí lấy chút xíu nó ối ra tụi nha. Nếu là con trai là con trai, con gái là con gái, hoàn toàn bình thường, không dị tật cơ quan sinh dục trong nhà ngoài, không thừa thiếu gì, mất thể mang tên số 21 chỉ có hai chiếc thôi. Bố cho chiếc, mẹ cho chiếc, mẹ dũng cảm, mẹ làm đi, không có đau. Nhưng mà nếu mà bị đau, mẹ đừng cho con chịu khổ hơn. Mà không bị đau, mẹ hãy cho con chịu. Rồi bà cứ yên tâm mà làm, người ta thầy thuốc ta làm nhẹ nhàng, qua siêu âm những đường chứ ta không có làm mò. Ta gà cái siêu âm ta thấy à, chỗ này màu trắng là bánh nhau nè, chỗ này màu trắng là cái đầu bé nè, dịch qua cái là màu đen không à. Rồi dừng lại, ta lấy kim nhẹ nhàng, thấy đường kim đi xưa, búng cái đầu màu đen, cái ta dừng cái đầu kim lại nhẹ nhàng rút cái hổ nha, rồi xong rồi đi về. Nó giờ bà cứ mà dũng cảm mà làm đi nhẹ nhàng, bà mà nắm chắc là nắm chăm chăm, bà là con trai cả hoàn toàn bình thường. Rồi mốt bà lớn lên mà có chuyện kể cho nó, nó bà vợ nó lớp mầm chòi lá đó, anh kêu cù ơi, lúc mà mang thai con á, con quậy lắm á, con mẹ cũng cực lắm á nha, mẹ dũng cảm lắm á, mẹ để cho thầy thuốc lấy kim đâm vô cái bụng mẹ, lấy nước ối mà mẹ chẩn đoán là con mẹ là con trai là ngon lành nè, thấy không? Thấy không? Bà thấy mắt con bà tròn xoe đi, mẹ, mẹ dũng cảm mẹ, thấy không? Nó hung mạnh, bà thấy thương, cái hạnh phúc hạnh không? Cái đó mua được bằng tiền, không mua được bằng tiền. À, còn giờ bà kêu thôi, em không làm đâu, em đi về. Ha, đi về rồi mốt mà lỡ đẻ ra con mà bị đau mà. Ha, mà gửi vô trường nuôi dạy trẻ chẳng điện tâm thần tuần mà mới đón vô. Ha, mà đón nó về sáng hoặc là sáng gửi chiều đón về. Trong trường nó toàn là trẻ chẳng điện tâm thần mà. Đủ các dạng. Bà chở nó về, bà đi ngang trường mầm non, bà thấy con người ta lớp mầm trời lá, vai bồ, bố mẹ tới đón. Nó chạy ra nó ôm chùm lấy mẹ, nó kêu bữa nay cô giáo con mới dạy con bài ca mới để nghe ca cho mẹ nghe. Cháu đi mai cháu đi mẫu giáo con ghét. Bà thấy nha, bà thấy tủi thân. Bà thấy nhói đau trong lòng. Ở lúc đó bà kêu giá mà, giá mà. Lúc đó tôi nghe lời bắt đầu, tôi lấy kim chọc ổ chuyện nói xác định tôi đâu phải chở con tôi bị khờ ngồi mấy sao này. Khổ vừa khổ cho tôi vừa khổ cho nó. Lúc đó tiếng mà biết, không níu kéo về được. Đúng không? Bà giá mà lúc đó, thôi giờ bà đừng có giá mà nữa giờ. Tuần sau đi, hai chồng lợi đi tôi cho uống thuốc. Uống thuốc cho nó êm cái bụng mình, tôi nhẹ nhàng, tôi lấy chút xíu nói nha, tôi chỉnh đoán. Hai ngày sau có kết quả tôi trả lời không bị là không bị, bị là bị. Bà chẳng biết kinh nghiệm tôi chỉ hết rồi. Thấy không, giờ bà lớn tuổi này giữ lại nè. Đó, còn chồng không độc quyền của bà. Thời điểm chồng đẹp nhất 17, 18, 19, 17, 18, 19. Tử cung không quá lớn, không quá nhỏ. Thấy không, chọc rất là dễ và không có tai biến. Đó thì chẩn đoán xác định thì những bước mà tiếp theo để mình chẩn đoán xác định đó, khi mà có lên cột màu đen này nè, đúng không, thì những bước tiếp theo để chẩn đoán xác định, nếu lên cột màu đen của ông đau thì mình chọc ối, lên cột màu đen của kỳ 18 chọc ối, lên cột màu đen của spina bifida khỏi cần chọc ối, theo dõi siêu âm đủ rồi, đúng không? Còn lên cột màu đen của kỳ 18 21 là mình nên chọc. Đó thì chọc ối thì là các thủ thuật thì có thể xin ít gây nhau. Xin nước ngay nhau, chứ lúc đó là thai 12, 3 tuần nước ối nó ít quá. Nước ối nó giống như là chai nước này có chút xíu nè. Giống như chai nước suối nè. Thai 12, 3 tuần nước ối có như đây nè. Rồi bạn lấy hết như đây rồi là em bé này chết chắc. Mà nước ối này ít quá, nó không có tế bào bong ra một thai nhi. Cái gì bạn làm? Nó quá ít tế bào, sao bạn làm? Thành ra bạn phải lấy ngay nhau, đúng không? Nếu bạn muốn chẩn đoán sớm mà gai nhau là thành phần phụ của em bé, cho nên lấy tế bào gai nhau là mức độ chính xác sao bằng nổi nổi là tế bào của thiên nhiên, đúng không? Nhưng mà nó có lợi điểm là tôi chẩn biết sớm rồi, rồi sớm nó kisumi này rồi uống thuốc vô bung vô lúc rồi nhìn sớm, đúng không? Nó có lợi mà nó cũng có cái nhược điểm, đúng không? Còn cái nổi đó thì là thai 17 tuần là giống như chai nước suối một lúc gì nè, bạn lấy ra chút chút xíu rồi bạn để nắp chai lại nhìn vô vẫn còn nguyên chai, nó có ảnh hưởng gì tới môi trường nước ối của em bé không? Không. An toàn không? An toàn. Có nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Mức độ chính xác cao không? Cao, gần như 100%, đúng không? Cho nên vẫn làm nước ối, còn chọc máu cũng đúng là xưa rồi, bây giờ ta không có làm nữa ha. Chọc máu cũng lại làm cái bệnh lý thalassemia ha. Nhưng mà giờ thalassemia giờ tôi làm qua gai nhau làm qua nước ối rồi, cho nên tôi bỏ, tôi không làm cái chụp máu cuốn rúng nữa, tôi máu cuốn rúng bỏ. Thời đó còn làm chụp máu cuốn rúng rồi cùng với bác sĩ Thu Hà,
tour 2 ở chỗ Metro Bình Phú đó. Làm đây còn xin viết tay nhau thực hiện lúc thay 1, 2, 3 tuần dưới sự hướng dẫn của siêu âm mà nghe. Làm thủ thuật này phải có 2 người, còn làm thủ thuật ối cơ khi có 1 người thôi. Làm thủ thuật này phải có 2 người, người cầm đầu dò cho tôi. Đây là bánh nhau này nha. Rồi tôi lấy kim tôi đi, đi vô thấy đường sáng của kim vô vô đúng trong lòng bánh nhau, đúng không? Rồi tôi mới lên xuống, lên xuống, lên xuống. Tôi vừa xuống cái tôi lên là tôi rút xe ranh lên, rút xuống cái tôi rút, tôi không rút, tôi rút xuống thì để yên vậy, rút lên tôi bắt đầu rút cái xe ranh lên. Mà cái kim đó là kim đặc biệt, ở trong cái lòng kim nó ba cái lưỡi, nhớ ba cái lưỡi mà cắt vỏ, vừa kéo lên là vừa đẩy xuống nó kéo lên, cắt 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 mấy gai nhau mà xíu nhuyễn nè, lấy ra, đúng không? Đó mà làm nó thì là đau ha. Phải sử dụng dụng của siêu âm nha. Còn bác sĩ siêu âm mà muốn chơi tôi hả, bác sĩ siêu âm lắc nhẹ đầu nhò là màn hình tôi đứng hình luôn rồi, tôi không thấy cái kim rồi đâu hết á, là tự nhiên sao tôi dám di chuyển vô cơ tôi không sao, di chuyển vô nước ối sao, di chuyển ra ngoài sao. Cho nên bác sĩ siêu âm phải giữ chắc cái tay nha, không được cử động tay nha. Định vị cho tôi coi bánh nhau nằm đâu, rồi bánh nhau nằm yên vậy đi, rồi này nguyên bánh nhau. Rồi tôi lấy kim vô, phải không? Chứ còn chết đi cái là mất cái bánh nhau là thua, là thua. Cho nên làm cái thủ thuật xin biết cho nhau phải hai người ha. Còn nó ối thì cần người thôi đủ rồi. Giờ mình có lấy gai nhau lên rồi sao, rồi mình lấy da xong không có phòng di truyền lấy gì làm, cho nhau bỏ thúi ra, phải lấy bệnh phẩm gửi đi chứ. Cho nên bạn muốn xây dựng đội ngũ mà sàng lọc và chẩn đoán trước sinh là bạn không thể nào không có đội ngũ làm bác sĩ di truyền được. Làm kỹ thuật không có người làm kỹ thuật lấy gì, bạn trả lời bạn lấy nước gối gai nhau nhỏ mịn nè, bạn không gửi đi lấy gì chẩn đoán ha. Rồi nếu bệnh viện bạn không có thì bạn phải gửi cái đó đi ha, đi lên cái bệnh viện nào mà có khoa xét nghiệm di truyền y học á thì ta mới làm được. À, từ Vũ hoặc Hùng Vương nha, ta mới làm được. Đó, cái mô hình đó, cái kim mình có thể đi qua ngã bụng thì dễ hơn, vô đúng bánh nhau lên xuống. Mà giờ bánh nhau nó nằm mặt sau lấy gì bạn vô qua ngã bụng được, bạn đi bằng đường âm đạo bạn có dụng cụ khác, bạn lách vô bằng ngồi đi lên cái bánh nhau bạn mới lấy được gai nhau hay chứ. Mà đi ngã âm đạo thì tai biến nó nhiều, gà thôi, không có chơi. Cái nào tai biến nhiều là không có chơi, ha, chơi ngã bụng ngon lành hơn, thấy không? Đó, thấy không? Thấy đường kim ở đi dưới không? Đường kim rồi. Cái này là hình ảnh là chuyên gia nước ngoài qua làm, chuyên Việt Nam mình đâu có làm, chuyên gia nước ngoài qua, sư tổ qua, mời sư tổ qua, sư tổ bên Thụy Điển qua, đem dụng cụ qua. Nguyên cái kim dày mà bằng cái đầu nó có thể flexible ha, vũ được á, qua xong những đường không lách từ đường dưới đi lên, ngã âm đạo đi lên thấy đúng vô đúng bánh nhau rồi, dừng lại rồi bắt đầu lên xuống chỗ màu đen là màu trắng là bánh nhau thôi. Mời sư tổ là giáo sư người Việt Nam mình đó ha, sinh sống và làm việc tại Thụy Điển ha, chỗ viện Karolinska là chỗ mà phát giải Nobel đó, cũng làm trưởng khoa của khoa mà xét nghiệm di truyền tế bào di truyền học với lại chẩn đoán bệnh lý bào thai đó, đó. Ông đi du học từ thời ông Diệm á, rồi tổng thống Diệm á, rồi qua Pháp lấy bằng sản bột hoa của Pháp, rồi qua Thụy Điển, qua Điển mới học chuyên ngành về di truyền tế bào di truyền phân tử, rồi hình ảnh chẩn đoán bào thai, rồi chọc ối chọc gai nhau xử lý hết tất cả những gì dính dáng tới bệnh học bào thai, đó không? Dỡ mấy hội nghị lớn về mặt về chẩn đoán trước sanh, chẩn đoán trước sanh sàng lọc trước sanh, chẩn đoán trước sanh bệnh lý bào thai là có tên giáo sư Bùi Thế Hùng, con của đại sứ Bùi Diễm, ở Mỹ thời mà ông Diễm đó, thì mời thầy Hùng về mới mở lớp tập huấn lý thuyết siêu âm đo độ mờ da gáy kỹ thuật lấy nước ối kỹ thuật lấy gai nhau mới chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ trẻ, nghe không? Bác sĩ trẻ Từ Vũ, chứ bác sĩ trẻ Từ Vũ rồi lúc đầu rồi sao biết đâu được mời cái không sao, phải có mời thầy bà về dạy chứ. Rồi sau đó là bác sĩ Vũ mới là giảng viên nồng cốt để bắt đầu dạy lại cho các bác sĩ siêu âm tuyến tỉnh và cho cái đường link kết nối để chi
để bạn bạn thi lấy chứng chỉ qua mạng, bạn gửi bài qua cho ta ha, rồi sau đó ta coi 20 tấm hình đó, bạn đo chuẩn rồi thì ta cấp cho bạn một cái mã số, cấp cho bạn một cái code thì bạn mới tải cái phần mềm nó về mà bạn xử lý được, chứ không có cái code là bạn không tải được. Bạn trả lời bằng con số liệu thô, anh là T bằng nhiêu, anh T bằng nhiêu, nghe không? Này. Mời thầy qua, thầy Hùng qua đó, nghe, giỏi lắm, coi như ổng có 5 chuyên ngành, còn bác sĩ sản khoa mình là có 1 chuyên ngành sản khoa gì, ổng vừa chuyên ngành sản khoa, vừa chuyên ngành y học bào thai, vừa chuyên ngành di truyền tế bào, nghe, vừa chuyên ngành di truyền phân tử, vừa chuyên ngành counseling, genetic counseling, tham vấn di truyền, 5 chuyên ngành, nên tôi mới gọi là sư tổ. Nè, thầy Hùng giỏi nha, mời thầy Hùng về trợ giúp đào tạo những cái lớp tập huấn rồi liên kết lại các giáo sư của các nước khác về tạo mở cái lớp vệ tinh đó để chuyển giao kỹ thuật cho mình. Đó, gà nhau đó, lấy gà nhau thấy không, lấy ít hoặc lấy cái nhiều. Mấy này đưa lên phòng di truyền của tôi á, khoa di truyền á, tôi mới lấy đĩa Petri nè, tôi mới bỏ ra tôi mới xử lý. Công đoạn xử lý như thế nào các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ trả lời ra là với mẫu bệnh phẩm gây nhau này không thấy thừa thiếu rối loạn số lượng các nhiễm có thể mang tên số 13, 18, 21, x, 7, rồi chấm hết đủ rồi à, ngon lành đúng không? Còn nếu mà có rối loạn về số lượng 21 kết luận hội chứng đau đề nghị chấm dứt thai kỳ, và rối loạn nhiễm thể 13, rối loạn nhiễm thể 18, rối loạn nhiễm thể giới tính đề nghị chấm dứt thai kỳ, đúng không? Đó là bệnh phẩm gây nhau nha. À, gây ra ưu điểm đó là chấm dứt thai kỳ dễ, tại tuổi thai còn nhỏ mà, mới 12 tuần làm 3 ngày sau có kết quả rồi, thấy không? Nếu bình thường thì mang thai tiếp, còn bất thường thì kính chuyện chạy kế hoạch gia đình xử lý bỏ, thấy không? Dễ. Nhưng mà đòi hỏi của sinh tiết gây nhau là tay phải nhuyễn nha, nhuyễn đưa đúng gây nhau là đúng gây nhau nha, rút lên hút rồi đẩy xuống cũng đúng gây nhau nha, chứ đẩy xuống nó chích cái đầu kim vô cái buồng ối là thua rồi, hư rồi, thấy không? Hư rồi nha. Cho nên phải đòi hỏi sự khéo léo cao và kết hợp giữa người thủ thuật và người bác sĩ siêu âm mới được, thấy không? Tỷ lệ tai biến xảy thai là khoảng 1% do thủ thuật, thấy không? Bắt buộc phải có nha. Nhưng mà cái ưu điểm là nếu nó không có tai biến xảy ra thì tôi chẩn đoán chắc chắn con bà không bị, hoặc là bị là có mổ hầu giải quyết sớm, lúc thai còn sớm 12 tuần, 3 tuần, thấy không? Đấy, tụi sinh lý cây nhau. Còn chọc ối thực hiện lúc thai 16 tuần, mấy ngày tới 20 tuần dưới sự hướng dẫn của siêu âm luôn. Cũng phải có siêu âm chứ không có chọc mò. À, chọc mò là mình dỗ nghe cốc, dỗ nghe bùm á. Cho mình lấy kim mình đâm vô. À, đâm vô là đôi khi nó rút lên không phải là một dòng nước màu vàng nữa, là mà nước màu đỏ là ống ối này tôi dục rồi, là nhiễm rồi, là không làm được nữa. Thấy không? Cho nên phải chọc ối với sự hướng dẫn của siêu âm mới được, thấy không? Đó, dễ lắm đó, siêu âm hướng dẫn vô đầu kim, điểm sáng vừa vô chỗ dùng màu đen là dùng đối dừng đầu kim lại, rồi nhẹ nhàng rút ra, à, rút 2cc hay 1cc đầu bỏ, rồi đổi siêu âm khác, rút lên là màu vàng không? Màu vàng thì vàng, đang rút đôi lên màu đỏ là được rồi. Rồi ưu điểm là rất dễ thực hiện. Nó thường là chọn lọc duy nhất khi tuổi thai lớn, thuận lợi khi song thai nữa nha, song thai tỷ lệ xảy thai thấp, là cũng có lợi điểm là có dịch ối nè, tôi lấy cặn tôi làm rồi thì còn dư cái nước ở trên á là tôi làm định lượng alpha fibonacin nha, để tôi chẩn đoán xác định cái thằng NTD nha. Nhược điểm nha, đôi khi tuổi thai trễ rồi, thường thực bụng có thể đau rồi đúng không, đó tai biến cũng có xảy thai đúng không, đây thì cũng có thể là chỉ định cho bối tuổi mẹ cao, hay là tuổi mẹ có nguy cơ bị rối loạn thừa nhiễm thể cao qua xét nghiệm sinh hóa double test hoặc triple test, hoặc là siêu âm có dấu hiệu bất thường đúng không, siêu âm có dấu hiệu bất thường, xét nghiệm sinh hóa bình thường nhưng mà dấu hiệu siêu âm có bất thường, vẫn là chỉ định có thể là cho bối để chẩn đoán xác định bệnh lý bào thai, hoặc là có thể là người lành mà có lành cấu trúc, chúng ta bị xảy thai 2 lần, xảy thai 3 lần, đúng không? Thử ra trả lời bộ gen của ông bố, ông chồng bình thường 46 chiếc XY, người mẹ là, người vợ là 45 chiếc XX, người vợ là con gái nữ mà phải XX nữa. Nhưng mà trong 45 chiếc còn 2 chiếc đi đâu rồi?
hai chiếc nó dính lẹo nhau không? Mà chiếc dính lẹo nó liên quan tới 21. Thì đương nhiên tỷ lệ mà những người lành nó lành con chút có liên quan tới nhiễm thể sơ mốt, tỷ lệ sinh con bị đau là 33%, cao quá đúng không? Cho nên bắt buộc phải chọc ối rồi, khỏi có sàn gì hết trời, bà đã có mang rồi nó lành con chút là bà không có sàn nữa. À, hoặc là thai kỳ trước đã có từng sanh ra con bị bình đau, hoặc thai kỳ trước đã từng đã chẩn đoán là thai nhi bị rối loạn nhiễm thể, thì tỷ lệ lặp lại là 1%, nên không có sàn nữa. 1% là nguy cơ cao. Trong sản khoa tỷ lệ bệnh lý của bào thai tính bằng phần trăm là cao, là mình sẽ chập ối luôn. Nha. Hoặc là thai phụ có yêu cầu. Ha, tôi nhớ thai phụ có yêu cầu. Là lúc mà giáo sư người Úc á, mấy giáo sư người Úc mà lúc mà tôi mời về năm 2009 á, 2008 tôi mời về để dạy lớp siêu âm đo lùn mà dây gáy á, với lại chập ối á. Mình hỏi giờ thai phụ này trẻ tuổi, đúng không? Làm siêu âm đo lùn gáy thấp, nguy cơ rất thấp theo tuổi, nguy cơ rất thấp theo siêu âm, sự máu sinh hóa đa mô tét cũng rất thấp, thì tổng hợp lại nguy cơ cũng rất thấp 1/5000. À, người ta yêu cầu chập ối bên trung tâm chẩn đoán và sàng lọc trước sanh của Sydney có làm không? Giáo sư có làm không? Thái phủ yêu cầu. Ông đâu có chứ. Có chứ. Người ta yêu cầu mà. Mặc dù mình giải thích rất rõ là tỷ lệ bệnh lý rất thấp, tổng hợp theo tuổi của bà, tổng hợp theo kinh ảnh siêu âm, tổng hợp theo sinh hóa đa mô tét, nguy cơ rất thấp không đáng kể, còn có 1/5000 nha. Nhưng mà ta nặng nặng ta đòi yêu cầu chập ối để chẩn đoán xác định 100% cơ, thì tôi giải thích kỹ là tai biến có thể xảy ra là 0.3%, nhưng mà ta vẫn đánh đổi lấy 0.3 này để ta lấy 100%, ta yêu cầu có gì ta chịu. Ông kêu bên cơ sở ông vẫn làm, tại vì không làm thì sao, mình cứ tiếc cho ta, tiếc tiền là một, làm này mất tiền lắm, đóng tới 2.000 đô đó, 2.000 đô mà tỷ lệ thai nhi là nguy cơ cao 1/5000, nguy cơ tai biến là 0.3%. Vậy anh cứ cần phải đánh đổi không? Thấy không? Thì trong trăm bà thì ngàn bà thì không có bà nào đánh đổi lấy cái này nguy cơ đang rất thấp để lấy cái nguy cơ tai biến cao giáo tội. Nhưng mà người ta vẫn yêu cầu đánh đổi, người ta không, người ta chấp nhận nguy cơ tai biến xảy ra mà. Mặc dù nguy cơ cao là tai biến là 0.3%, cao gấp nhiều lần cái nguy cơ bệnh lý của bào thai, nhưng mà ta vẫn yêu cầu. Cơ sở ông có làm không? Ông đâu có chứ. Tại cái người ta muốn chẩn đoán xác định mà, đúng không? Người ta đánh đổi rồi, mình không làm cho người ta, hơn thì không sao, xui nó ra thật sự ra bị đau, đúng không? Năm bằng bà 4.999 để ông sao bà này, bà yêu cầu lại để ra đau, nó bà giác đơn bà kiện là nguyên cái trung tâm chẩn đoán của sức này là sập tiệm, bồi thường cho ta một mấy triệu đô la để nuôi con ta suốt đời. Bà kêu người ta yêu cầu tội gì mình không làm, miễn sao bạn có giải thích kỹ. Đôi khi bạn giải thích kỹ rồi ta kêu thôi, nếu vậy thôi em không làm. Còn bạn giải thích kỹ rồi bà khác ta vẫn nặng nặc đòi làm thì cứ làm, vì sao anh ký tên vô biên bản cam kết đầy đủ thì là ổng kêu vẫn làm mới được. Tại ta yêu cầu mà, ta bất chấp nguy cơ để ta đánh đổi lấy. Nghe bên ông giáo sư người Úc đó, ông kêu phải làm. Thế thai phụ có yêu cầu là cứ làm, miễn sao anh giải thích rõ những cái nguy cơ, những tai biến có thể xảy ra khi làm thủ thuật và phải chấp nhận ký vô cam kết. À, thì là mình làm. Sao? Chỉ định kia tuổi mẹ cao là bao nhiêu? Tuổi mẹ cao là trên, theo nước ngoài là trên 38 tuổi. Tùy, theo thằng Pháp là 36 tuổi. Thằng Mỹ là 38 tuổi. Tuổi mẹ cao mà... Tuổi mẹ cao thì là nguy cơ tính theo tuổi của mẹ đã tính là bằng 100 rồi. Dạ không, mà nếu mà cho những cái ví dụ mình làm đau cổ tết hoặc là trước cổ tết thì là người ta mới... Thì có chọc không? Tiêu đoán thấp thì là người ta ghi là cân nhắc chọc ối, nghe không? Thì lúc đó mình mới cân nhắc cho người phụ nữ mà nguy cơ cao, tùy theo cái muốn của bà là bao nhiêu phần trăm đúng. Chứ không thôi là bên Việt Nam mình là tâm lý người Việt Nam mình đa số 100 bà thai phụ đều hiểu theo ý này, là cái xét nghiệm sàng lọc là chẩn đoán xác định, đúng không? Là nguy cơ thấp, rất khó sinh ra bị trisomy 13, 18, 21 là bệnh đau, bị mình đông bệnh quá, người ta chỉ cần hỏi cô vậy. Nếu vậy là cái xét nghiệm này của em là nguy cơ thấp, là con em không bị phải không cô? Mình cứ không bị,
Ừ, tức là mình khẳng định cho người ta là chăm chăm con ta không bị rồi, đúng không? Mình kêu không, vào thời điểm này tuổi cao rồi, trên 38 tuổi mà nó không có sàng lọc, nó không sàng lọc, nó chỉ siêu âm đo đồ mỡ gáy để làm gì? Nó tiên đoán những bệnh lý khác mà không liên quan tới đó, làm những bệnh lý quan người ta như là bệnh lý tim, tim mạch, bệnh lý phù nhau ta chẳng hạn vậy, mà những gì dạng khác của thai nhi mà nó không thể hiện dấu hiệu báo trước là đồ mỡ gáy dài. Chứ còn bác sĩ sản khoa là bên nước Mỹ là em họ tôi bên nói là trên 36 tuổi rồi, 3A1001 rồi, trên 36 tuổi bước vô là 37 tuổi rồi, đề nghị chọc ối, thấy không? Theo tuổi người mẹ, 36 tuổi, 37 tuổi là 1/2 chẳng hạn vậy. Còn làm nó không là quyền của nó ghi vô theo dõi à. Nếu có dấu hiệu lạ thì là tôi yêu cầu là à. Thì còn bác sĩ sản khoa Mỹ thì nó cứ ghi vô cho bố à. Theo chỉ định theo tuổi à. Nó là theo tuổi của mẹ, nó mới căn cứ nhau vậy. Chứ còn lớn tuổi rồi, tại đây mình gặp rồi, nhiều trường hợp tuổi mẹ nguy cơ tuổi mẹ cao, thậm chí nếu mà 38 tuổi mình còn cân nhắc được, còn 40 tuổi, 41 tuổi, 42 tuổi rồi automatic chập luôn, không có chơi sàn nữa. Sàn nó sẽ nhảy đối với người phụ nữ trẻ tuổi, để trong nhóm trẻ tuổi đó tôi lọc lại bà nào cần phải giữ lại để cho nó còn trên 40 là nên làm. Nước ối đó là xét nghiệm di truyền rồi lấy nước ối đúng không? Này chồng hút rồi không có gì hết hả, lấy nước ối nè đó, ối là có một người đang nó tay ải tay ai tay bắt đầu á, thấy không? Nó hồn xuân á, thấy không? Nó mình chảy xăng lên xong rồi cái mình sát trùng betadine rồi mình cầm rồi dò mình ra ra đúng rồi đúng không? Giờ tôi lấy kim tôi đâm vô đúng chỗ nước ối này à, tôi dừng màn hình lại cái tôi bỏ rồi dò xuống rồi rút nước rút kim rồi rút cái xoay khác rồi xịt vô cái ống rồi bỏ ống vô túi rồi xong rút kim sát trùng băng cho có nhanh lại xuống ngồi nghỉ 10 phút rồi đi về nè, đơn giản. Còn gai nhau mới là phức tạp, gai nhau phải làm ở trung tâm lớn đó. Tôi lấy ổi thì tôi nhận lẽ tôi đem đi đâu, đem phòng như đâu, đem khoa di truyền á, tôi quay đi tâm rồi tôi lấy cái môi trường nuôi cấy tế bào ra, tôi lấy cái ống nha tôi cho vô tôi đem để trong tủ 37 độ cho tuần lễ, tế bào nó ổi nó lắng xuống dưới đáy bình á, nó mới dính, nó kết dính lại, nó mọc lan ra. À, rồi mỗi ô gạch là một tế bào, nó giống nguyên muốn tường á, ô gạch liên kết nhau á, thành nguyên tế bào về. Còn mới lấy ra xong rồi bạn quay trong canh, bạn nhỏ vô trong cái dụng cụ nuôi cấy này bạn để đó, là tế bào nó trôi bình bồng nó nổi nó đó, rồi sau đó bạn để yên nhảy 7 ngày nó mới lắng xuống cái đáy bình, nó kết nó mới mọc, nó mới sinh sôi đi nữa. Chứ còn lấy nổi xong bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào kêu cho kết quả trả lời trong vòng 48 tiếng, tôi ghi lại, hãy đọc sách lại. Bạn áp dụng kỹ thuật nào? Kỹ thuật FIS là 48 tiếng, kỹ thuật di truyền phân tử 48 tiếng, kỹ thuật Mayo Ray là 24 tiếng, còn kỹ thuật nuôi cấy tế bào toàn phần nên để phân tích ra nguyên bộ nhiễm mất thể đồ của thai nhi phải cần 21 ngàn. Trời, đồ liền sao có, đúng không? Sao đồ liền được, đúng không? Rồi bỏ tủ ra, tủ cấy CO2 nè, để tế bào sinh sôi đi nữa. Rồi 7 ngày sau mới lấy ra coi qua kính hiển vi siêu ngược coi tế bào nó bám chưa, đúng không? Rồi sau đó lấy cái ceramin micro bị bét á, mới hút cái môi trường dinh dưỡng này cũ rồi bỏ đi, lấy môi trường dinh dưỡng khác cho vô 30 lít, 40 lít môi trường dinh dưỡng mới vô, rồi để tiếp trong tủ nữa 2-3 ngày sau lấy ra coi nữa, để hút bỏ môi trường cũ đi cho môi trường mới vô, công cực lắm, cực lắm, làm tế bào cực lắm, làm di truyền phân tử gì mà ngon à, di truyền tế bào cực lắm á, rồi sau đó mới xử lý đem ra đủ tế bào rồi mới phá vỡ mà mấy cầu nối của tế bào ra, thì mỗi ô gạch mà là một tế bào nó bong ra, bạn mới thu lượm lại, bạn cho vô cái ống quay đi tâm á, bạn quay đi tâm rồi bạn xử lý cho nó phá vỡ màng tế bào ra, bạn mới coi cái lỗi ở trong là nhiễm mất thể, cái nhiễm mất thể lấy gì bạn coi, bạn không coi được. Đấy, thế sau qua nhiều công đoạn đúng không, sau nhiều công đoạn nhỏ nhuộm ra đúng không, rồi xem kính hiển vi đúng không, đó xem kính hiển vi à, okay, cái bộ này nhiều tiền biết không, bộ đó nhiều tiền không? 2,5 tỷ. Cái bác sĩ nói trời ơi, bác Toàn nói gì quá Toàn. Cao lắm, kính vi hình quang 500 ngàn, lấy 500 triệu. Có trên có gắn cái đầu máy chụp hình 100 triệu cho maximum á, là 600. Do nguyên bộ vi tính, nguyên bộ vi tính luôn, cho vi tính xịn luôn.
máy xong máy in xịn luôn trăm nữa cao lắm 700 triệu là maximum làm sao tới 2,5 tỷ. Dạ xin thưa đúng 2,5 tỷ. Mắc là mắc cái gì? Mắc là mắc cái phần ở trong á, cài trong cái cục á, cái cục mà CPU của mình á, cái phần mềm á, phần mềm nó phân tích á. Bạn coi xong bạn thấy cái cụm đẹp rồi cái gì, bạn mới chuyển sang màn hình, bạn bấm nút cái là nó lên màn hình, thì bạn quay phân tích chứ phân tích còn xưa chưa có đó, thời 2000 nè, đó cái chụp hình đó thấy không? Cái chụp hình nghe xong rồi mỗi bà là một cuộn phim 36 tấm, 36 kiểu tế bào, 36 cụm tế bào khác nhau. Rồi cụm nào cũng nấy tôi để kinh kính lúp cho coi. Tôi thấy mini lab rửa. Rồi ngày hôm sau về tôi coi chiếc này chiếc số lớn này, số 1 nè. Thì chiếc số 1 với 2 chiếc số 1 đủ nè. 2 chiếc số 2, 2 chiếc số 3, 2 chiếc số 4. Lò ra 3 chiếc số 18 thì chỉ vô cái tên 3 chiếc số 18. Tôi trả lời chiếc số 18 tôi đếm 30 cụm á. Này thời năm 2000. Cái đây 14 năm về trước. Tôi về từ Vũ từ năm 86. Mỗi năm bác sĩ Phượng kêu bác Toàn đề nghị coi. Toàn đề nghị coi bên bác sĩ Toàn có đề nghị trang thiết bị gì không, tôi gạch đầu dòng có một cái một thôi, thấy không? Hệ thống phân tích nhiễm sắc thể đồ tự động, làm thủ công mệt quá à. Vô phòng tối thảy da rửa trước còn rửa chất đen, tự vô buồng tối mình pha thuốc hóa chất hiện hình hãm hình, rồi mỗi bệnh nhân tôi rửa cho 30 tấm, rồi tôi sấy hình cho nó khô, tôi mới để tôi cắt tôi xếp tôi dán nó ra được, ra được bộ những thể. À, còn giờ có máy này về rồi, sau đó được sự đầu tư của Bộ Y tế cho 2,5 tỷ, mừng quá. Cái cuộc đấu thầu mua hệ thống này và mình cũng có ý là mình copy cái phần mềm. Copy phần mềm để mình xin mua thêm một cái chứng minh vi thường thôi. Mình xin mua cái bộ vi tính thường thì mình cài phần mềm nó vô đúng không? Thì mình được mua một mà được biến thành hai đúng không? Được. Thấy không? Nhưng mà mình vô cái nó hiện nha chữ bạn vô cái nữa là tôi hủy. Hủy là cái này là 2,5 tỷ là tôi thua. Thành ra nó bảo mật phần mềm nó dữ lắm, không có bị được. Phần mềm mắc là mắc cái phần mềm á. Phần mềm nó tính ra 50.000 đô la một cái phần mềm mà. Phần mềm là xử lý vô xong rồi các bạn bấm nút tự động cái là con lớn nó nhảy theo con lớn, con nhỏ nhảy theo con nhỏ, xếp thứ tự từ lớn tới nhỏ. Rồi bạn chỉ ngồi bạn lít chuột đảo tới đảo lui, bạn xếp cho nó ngay hàng, bạn kinh tác sáng tối ha, bạn co lên co lớn ra nhìn dung vô đúng không, là xử lý phần mềm mà. Và những con nhiễm thể nó chồng lên nhau sao bạn xếp nó có phần mềm, nó tô cái lít chuột cái hai con tách ra nhảy ra nha, mới gọi là công cụ xử lý hình ảnh đúng không. Rồi bạn mới xếp ra gì nè đó, mới xếp ra gì bạn mới nhìn vô, bố cho chiếc, mẹ cho chiếc, bố cho chiếc, mẹ cho, bố cho, mẹ cho, bố cho, mẹ cho, đôi số 1, đôi số 2, đôi số 3, đôi số 4, đôi số 5 đầy đủ hết ra chiếc 21 dư rồi. Thì mình trả lời là 47 chiếc, là tổng số nhiễm thể có mặt trong nhân tế bào của thai nhi này là 47 chiếc, dư hết 1 chiếc. Giới tính là X là con gái, chiếc dư là chiếc 21 cộng 21 là dư 3 chiếc 21. Bình thường là không ghi dư, ghi dấu cộng là dư chiếc nào ghi vô là đặt tên dấu cộng trước cái số đó là dư, biết dư chiếc đó. Nè, ở này dư chiếc số 10, 18, này dư chiếc số 10, 13. À, mình chỉ quan tâm tới 13, 18, 21 mà thôi. Còn những chiếc khác tôi không quan tâm. Những chiếc khác là nó đâu có trong tế bào thai sống đâu. Thai nhi này sống mà 16 tuần, 17 tuần thôi. Nè, thì nó chỉ thừa thiếu nhiễm thể 13, 18, 21 hoặc giới tính thôi. Còn thừa thiếu nhiễm thể số 1, 2, số 3, 4, 5, 6 là không có rồi đó. Là chỉ cấy tế bào thai sậy. Lấy chất tế bào thai lưu á, mình nuôi cấy là đôi khi cộng chiếc số 1. Là dư chiếc số 1, cộng chiếc số 14, cộng chiếc số 16, cộng chiếc số 10, 17. Là dư những chiếc không phải 13, 18, 21 thường gặp ở tế bào thai sậy. Thai lưu, mình lấy chất nạo cho mình nuôi cấy. Thấy không? Cái này là 18 đúng không? Cái này là 13. Cái này là Isero, hội chứng nổi tiếng trong sản khoa nè. Thấy không? Phụ khoa nè. Là hội chứng Turner. Bé gái sinh ra, lớn lên bé gái nó phải trong võng cao 1m6. Đúng không? Hệ thống sinh dục thứ phát phát triển, đặc tính dục thứ phát phát triển có kinh nguyệt. Thấy không? Lanh lợi. Còn đứa bé gái này là lớn lên. Bạn bồi dưỡng cách mấy cho nó cũng có 1m3. Đúng không? Cổ nó ngắn, chân tóc nó mọc thấp,
con gái ta vén chân tóc lên nó cột cột tóc bươu gà nè, thấy cao là chân tóc một cao nè, viên cổ trắng nè, nó mặc áo thun jean bun, nó đeo sợi dây chuyền mảnh mảnh nè, thấy dễ thương không? Dễ thương. Còn mấy gái này cột tóc lên là thấy nguyên chân tóc mọc tới vai luôn nè, cổ ngắn đây đây đâu có nếp da cổ mà dày giống như cái mạng đóng ra kéo nè, thun nha, thấy nếp da cổ đó là cái vết tích của cái nang đó, cái nang á cystic hygroma đó, nó rút đi nước thì nó còn để lại da, nên để da nếp da cổ. Rồi nó trí thông minh nó có không? Dũng cũng có, không đến nổi, nhưng mà nó cũng học hết lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi thôi. Rồi bố mẹ có vốn cho nó mở cửa hàng, nó làm chủ, nhưng mà nó có lọt vô tầm mắt của ai không? Đâu có lọt vô tầm ngắm của ai đâu. Nó có hạnh phúc không? Nghe thuộc nơ này còn nhiều bọt lắm, mốt cần đứa bé gái khác nha, thuộc nơ bọt. Còn cái này con trai, con trai mà XXY là không được, 47 chiếc. Bé này bé trai có Y là có trai rồi, đúng không? Mà bé trai này là XXY, dư hết chiếc X. Hội chứng này là hội chứng Lavender. Sanh da đôi khi lỗ tiểu nó đóng thấp. Con trai là tiểu là phải tiểu đứng chứ, tiểu ở đầu dương vật chứ. Tiểu là hypospadias là lỗ tiểu đóng thấp nè, tiểu ngồi. Hoặc là sờ không có thấy tinh hoàng đâu rồi? Tinh hoàng ẩn trong ống miệng, trong ổ bụng mà, đúng không? Mà nếu nó tinh hoàng nó đóng một bìu thì sờ tinh hoàng nhỏ xíu mà. Mốt lớn lên nó lập gia đình nó có con không? Không. Vợ nó là bình thường, không chứng không, chùa kinh đều chứng đụng mỗi tháng hai cái, bên phải cái, bên trái cái, xả cản 4-5 tháng liên tiếp. Vợ tốt 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 tốt, con chồng cho thử để dọt lên Ajoste, vô kinh trùng, có nước mà có cái. Và lớn lên đôi khi nó học lớp 10 cái trứng nó vú to như gynecomasty á. À, mà lớp 10 thì đương nhiên nó đi học thì là trường nó tổ chức đi cắm trại dùng tàu. Nói cơ, bạn để đồ hết trên bãi biển đi, mình coi cho. Tại nó có mặc cảm, nó đâu dám cởi trần mặc đồ biển đi tắm biển đâu. Nó mặc áo rộng thùng thình này nè. Để đồ hết đi, mình coi cho, đi xuống bơi đi, chơi tắm đi. Trường này tốt dữ ta. Không có đâu, nó có mặc cảm, nó phải đi chữa cho nó, làm phẫu thuật tạo hình cho nó. Cắt bớt đi, gynecomasty. Lavender bỏ, Lavender ta cũng bỏ luôn. Tức là hai cái rối loạn về giới tính, nữ là thiếu hết một chiếc X, nam là thừa X. Còn đôi khi nữ da có nữ, nữ mà 47 chiếc 3X, 48 chiếc 4X, mình gọi là super woman đó, siêu nữ đó. Mà siêu nữ ta phải đẹp như giống như Cynthia Ford đó, nữ diễn viên đó, mới thông minh lanh lợi kiếm tự biết kiếm tiền nuôi bản thân được chứ. Còn siêu nữ mà 48 càng nhiều X bao nhiêu càng chậm phát triển tâm thần bấy nhiêu, nhưng không phải càng nhiều X bao nhiêu càng thông minh bấy nhiêu đâu. 48 4X, 47 3X là thấy thua rồi. Rồi bỏ. Còn kêu bác sĩ ơi, cái này bao nhiêu lâu thì có nguyên cái bộ gen này của thai nhi? 21 ngày. Trời, 21 ngày giống trong em bị stress quá, không biết con em bị sao. Bác sĩ ơi, có cách nào sớm hơn không? Cái gì toàn trả lời có. Cái chuyện nó hay chỗ đó. Cái chuyện hay cái là cái gì cũng có, cái gì cũng làm được. Đó, hay chỗ đó không, phải không? Có, nhưng mà với một điều kiện. Đương nhiên giá thành nó mắc hơn rồi. Nhưng mà cái này thì áp dụng kỹ thuật thuyết tập kỹ thuật tế bào lai phân tử. Bữa nay làm, ngày mốt có kết quả. Thứ hai làm, thứ tư có kết quả. Đúng không? Nhưng mà tôi chỉ trả lời 5 chiếc nhiễm mất thể mà thôi. XX là con gái, XX là con trai. Rồi, chiếc số 13, thì 18, 21 mà thôi. Còn những chiếc khác rối loạn về số lượng hoặc cấu trúc tôi không biết nha. Còn này biết luôn cái rối loạn về cấu trúc nếu có đứt gãy gì mất thể hay gì đó. Nếu có, rối loạn về cấu trúc luôn, hiểu không? Còn này, nhưng mà cái nhược điểm nó chờ lâu lắm. Chờ lâu là một, cái thứ hai là tỷ lệ nuôi cấy thất bại. Không thể nào mọc lên ra 46 chiếc, hay 47 chiếc, hay 45 chiếc có đứt gãy hay không. Tỷ lệ cho phép là 1%, 1-2% tỷ lệ nuôi cấy. Không hiểu tại sao nó mọc, không hiểu tại sao tế bào nó mọc. Mặc dầu không bị nhiễm trùng, không bị môi trường nuôi cấy tốt, dinh dưỡng tốt, tủ cấy không bị nhiễm, nhiệt độ ổn định, oxy CO2 ổn định. Tại sao nó mọc? Người ta cho phép không mọc là không mọc. Hỏi tại sao nó mọc? Các nhà khoa học không trả lời được. Người ta chỉ trả lời là tỷ lệ cho phép là khi nuôi cấy nguyên bộ nhiễm mất thể đồ của thai nhi, tỷ lệ không mọc là 1-2%. Không hiểu tại sao nó mọc. Đúng không? Cái bác sĩ có cách nào khác không? Có.
làm kỹ thuật cao cấp là kỹ thuật tế bào lai phân tử, tức là kỹ thuật FISH, thấy không? Làm xong rồi ủ nó theo quy trình nửa tiếng 92 độ, rồi cài xong cái nó chạy qua 42 độ qua đêm, rồi ngày hôm sau lấy vô nhỏ chất bình quang lên coi qua kính viền quang, phát hiện ra hai tín hiệu màu đỏ là hai gì mất thể 21, một chiếc hai chiếc, thấy ba tín hiệu màu đỏ là ba gì mất thể này có hai tín hiệu màu đỏ đặc trưng cho 21, còn cái màu xanh lá cây là đặc trưng cho nhiễm thể 13, cái gì cũng hai chiếc, 18 màu xanh da trời hai chiếc, rồi giới tính X màu xanh lá cây, Y màu đỏ, tức là tôi có hai vòng tròn, một vòng tròn này tôi khảo sát 13, 21, vòng tròn này tôi khảo sát 18 X Y, thấy không? Mà tôi đếm 30 tế bào trở lên, hai chấm màu đỏ, tín hiệu, thì mình mới hạ bút ký là khảo sát 30 cụm tế bào, thấy đều các tín hiệu của 21, 13, 18 và XY, không có thừa thiếu các tín hiệu nào cả, hạ bút thai nhi bình thường, nghe không? Chứ còn đếm có một cái tế bào à, mình trả lời liền, nó chơi vô còn khảm á, chơi vô còn khảm là mình thua, ha? Cho nên nó cũng có quy trình ngặt nghèo là khi bạn làm cái này nữa, bạn đếm phải 30 tế bào trở lên, đó, này ba tín hiệu 21 là thấy không? Ba tín hiệu màu đỏ đó 21 á, nghe không? Nó là bé gái bị trisomy 21 nè, cái này ba tín hiệu màu xanh da trời đúng không? Là trisomy 18 đúng không? Nó là bé trai bị trisomy 18. Này kỹ thuật này gọi là kỹ thuật fish, giống như con cá đó, fish là fluorescent là bình quang á, institute hybridization tức là lai bình quang tại chỗ á, và kỹ thuật này trong vòng 48 tiếng hồ là có kết quả. Mà đòi hỏi gì? Đòi hỏi trả lời có 5 cặp thôi nha. Còn meta fish, thêm chữ meta vô, meta fish là làm luôn hai ba cặp luôn, thì đương nhiên giá thành mắc hơn rồi, tôi làm tới 2-3 cặp đâu mà, thì tôi có nhiều màu sắc khác nhau để tôi khảo sát ở nhiều độ phân giải màu khác nhau, thấy không? Nhưng mà người ta không cần làm metafix, làm đây là đủ rồi. Cái này ba tín hiệu 13, cái này là trisomix, ba tín hiệu mỗi x nữa, về cái ô mà khảo sát dưới tính thấy không có y mà có ba x nữa, trisomix nữa. Đó, ối càng ngày càng nhiều, làm càng nhiều lên đúng không? Đa số là phát hiện ra trisomy, đôi khi là monosomy hoặc là center cũng đôi khi còn gặp. Ối này rất là có chút nè, đó, rất là có chút. Một khi bạn có bố hoặc mẹ mà mang chuyện bạn đã được biết trước là có rất là có chút rồi đó. Tức là nếu mà bạn chữa, nếu người nào ở đây là sản phụ khoa mà thuốc chữa vô sinh, chữa vô sinh hiếm muộn đó, cứ xảy thai hoài đó, xảy thai sẽ lưu hoài đó, thì cái đầu tay là bạn cho làm bộ can thiết, thì bạn lại do nguyên nhân nuôi thai, không phải do nguyên nhân này, thấy không? Nếu mà do nguyên nhân này là không được. Nếu đây nguyên nhân này thì tùy theo rất là cấu trúc mà bạn sẽ đưa ra lời khuyên, tỷ lệ thai lưu lặp lại là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ xảy thai là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ sinh con dị dạng là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ sinh con bình thường là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ sinh con bình thường mà mang rất là cấu trúc dính lẹo nhau giống mẹ là bao nhiêu phần trăm, thấy không? Thì bạn làm. Đó, còn nếu mà có rối loạn nó biết trước thì chụp ối rồi, khỏi có sàn chi nữa, giáo trội. Ví dụ đó, cặp vợ chồng á, cái này là gia hệ đời thứ nhất, đời thứ hai nè, đời thứ ba nè, đời thứ hai là cặp vợ chồng nó bị xảy thai hai lần á, ô vuông là nam, ô tròn là nữ, nam nữ quen nhau có sự dây liên hệ dính gì lại là gọi là hôn nhân, có giá thú là có sự công chứng của ngoài phường xã, rồi có giấy đăng ký kết hôn á, rồi có mời bái đường hai bên nữa, rồi mời đại tiệc hoàng nữa, danh chính ngôn thuận rồi. Còn nếu mà không liên tục này gọi là hôn nhân ngoài giá thú, đúng không? Còn này hôn nhân trong giá thú rồi, xuống thế là đời con là có một lần hai lô chấm đỏ, với chấm màu đen á, chấm không liên tục, thế có chấm nữa hai lần mới thử ra người mẹ là 4-5 chiếc, chiếc 14, chiếc 21 dính lẹo nhau, ông bố là bình thường, đúng không? Thì khi có thai lần sau cấy, khi có thai lần sau nữa cấy, để ra hai đứa con, nó một đứa trai đứa con gái, mang cái đoạn cấu trúc giống mẹ, chứ 14-21 đã dính lẹo nhau, 14-21 dính lẹo nhau, cho nên tỷ lệ cái đoạn cấu trúc nó tăng cao lên, nó này có đoạn cấu trúc thôi ha. Bình thường chiếc 21 có hai chiếc, còn chiếc 21 ở đâu rồi? Nó chạy lên nó dính lẹo lên chiếc 21 dưới đây rồi, dính lẹo chiếc 14 rồi, còn một chiếc 14 đứng đơn độc, còn chiếc 14 ở đâu? 14 này
dính lại thằng 21, dính 21. Tức là tôi nói đùa với nhau là có tình ý nhau á, có tình cảm nhau á. Đứng yên gì đi, 14 mày đứng đây đi, 14 cũng đứng đây đi, 21 đứng kia, 21 đứng kia đi. Nháy mắt ra là biết rồi, nháy mắt cái là biết rồi, 14 kết một đêm nha, 21 rồi. Tội dần gì vậy là thò tay ra, nắm nó chi vậy, nắm nó thì tôi gọi là rối loạn cấu trúc rồi, dính lẹo nhau rồi. 14, 21 dính lẹo nhau thì được sao phân ly. Dạ bác sĩ có thuốc gì chích vô thì cho 14, 21 tắt vào. Tôi không có thuốc nào mà chích vô cho 24, 21 dính ra. Một khi là bạn đã đưa tay bạn nắm rồi là dính ra. Gọi là một cái điều kiện bạn hòa nhập tâm, hai tâm nó hòa nhập là một. Là bạn gõ một cái là 14 đi về đây là kéo 21, 14 đi về đây là kéo 21. Bác sĩ ơi có thuốc nào chích cho nó bung ra không? Không có. Có cái gì chị trả lời có cái này gì trả lời không có. Trả lời với chị không có thuốc nào chích cho nó bung nhớ trời. Đó giờ bạn này bạn thấy 14 hay 21. Nhưng mà tôi trả lời là 45 chiếc. Nước ối này là của thai nhi bé trai nè, thấy xì là con trai. Ha. Qua nuôi cấy tế bào nước ối của thai nhi này 16 tuần. Ha. 3 tuần sau tôi trả lời kết quả nước ối là dày. Ha. Rồi tôi kêu bỏ thai hay dưỡng thai? Bỏ hay dưỡng? Bỏ. Bỏ dưỡng? Bỏ. Chứ sao tùy, người ta trả lời bỏ hay dưỡng? Bỏ. Thai này bệnh lý hay bình thường? Không, phải. Chứ thẳng đây vô đây được. Này bệnh lý hay bình thường? Trả lời thai nhi này, bé trai bình thường hay con trai bệnh lý? Ờ, chị trả lời bình. Bình hay là bình thường? Đúng rồi, mình không hiểu mình chưa là cái này. Đây là bộ nhiễm sắc thể đồ của thai nhi. Bình thường là nó là sao? Giờ mình trên lý thuyết đi. Cái gì nó cũng có hai chiếc đi từng thành đôi. Gọi là đôi số 1, đôi số 2, đôi số 3, đôi số 4, đôi số 5. Giờ bạn kiểm coi đôi 14 nó có dư không? Không có dư. Người ta chỉ trả lời dư hay không, bạn trả lời yes no. Ta hỏi dư hay không dư? Không dư. Không dư. Mà dính. 21 có dư không? Không dư. Người ta trả lời 21 có dư không? Không dư. Không, bạn trả lời tôi vậy được rồi. Không dư. Tôi đâu có sao nó hỏi dư do hay sao? Ở đây một chiếc 21. Còn chiếc 21 ở đây. Đây, một là mấy? Hai chiếc 21. Đủ không? Đủ chiếc 21 không? Đủ. Đây một chiếc 14. Đây một chiếc 14 nữa. Đủ. Đây là cái bộ gen của cái thai nhi này có thừa không? Không thừa. Có thiếu không? Không thiếu. Rồi bạn điểm danh coi. Điểm thẻ 14. Có. Hai chiếc có. Vậy là có hai chiếc 14 không? Điểm thẻ 21. Có mà. Còn trong một đau á, bạn kêu điểm thẻ 21. Có. Ba. Cái này tôi chỉ hỏi là nhiễm thẻ 21 có dư không? Không phải đâu. Thì bạn trả lời không. Cái đau dạng thứ ba mà đau dính á. Hoặc là tôi hỏi là trong cái bộ gen này bạn nhìn coi. Nó đánh ký hiệu mấy chiếc 21? Hai chiếc. Hai chiếc thôi. Thì chị trả lời hai. Một chiếc nằm đây. 14. Một chiếc nằm đây. Vậy là có dư nhiễm thẻ không? Không. Thiếu nhiễm thẻ không? Không. Mặc dầu tôi trả lời 45 chiếc. Bạn học là một cơ thể nam bình thường là 46 chiếc SI. Con gái bình thường là 46 chiếc SI. Mà đứa này là 45 chiếc. 45 chiếc thì mà nó thực chất nó là 46 chiếc. Tại chiếc này nó tính là 2 chiếc. Và 2 chiếc dính lẹo. Mà về hình dạng nó là 1 chiếc. Hình dạng nó là 1. Nhưng mà thực chất nó là do 2 điểm có thể dính lẹo lại nhau. 1 chiếc 21 chiếc 14. Vậy là này mấy chiếc? 1 chiếc 2 chiếc. Đúng không? Hiểu ý chưa? Cho nên ta mới ghi nè, đầy đủ nè. Thiếu một chiếc 14. Đúng rồi, đâu có chiếc 14 đâu. Có một chiếc 14 mà. Vậy thiếu một chiếc 14 không? Tôi ghi thiếu một chiếc 14. Thiếu một chiếc 21 không? Thiếu một chiếc 21. Nhưng mà hai chiếc này dính lại với nhau rồi. 14, 21 dính lại với nhau. Có chiếc dính lẹo của 14, 21. Vậy là ở đây thiếu 14. Có 14, quề. Không thiếu. Có thiếu 21. Có 21 quyền. Vậy cuối cùng tôi thừa được thiếu. Tôi thừa thiếu chiếc nào? Nhắm qua là cái cấu trúc sắp xếp của nó. Tôi thích 14, 21 chiếc nào.
thì ra tự nhiên cái tôi trả cái kết quả nuôi cấy tế bào thai nhi 16 tuần là một bé trai 45.XY-14-11+14=21, gửi về cái bác sĩ sản bên tiền sản giờ sao đây sản tiền sản mà không có cái kiến thức về di truyền kêu dạ em học 46 chiếc SY là bé trai bình thường, cái này 45 chiếc SY bé trai bất thường, đề nghị nhập viện sinh non bỏ. Vậy câu này là câu tôi cho thi của sinh sinh viên Y1 á, sinh viên Y1 á, cặp vợ chồng bị sảy thai liên tiếp 2 lần, tiền căng sinh ra đứa con bị bệnh đau đó, lần này thai 16 tuần nuôi cái nhiễm mắc thể đồ của thai nhi trả lời 45 chiếc. XY-14-21+14=21 chính đều nhau đó. Trường hợp này số 1 nhỏ, thai nhi bé trai này bình thường hay bất thường, có bị bệnh đau hay không? Số 2 nhỏ thì trả lời có không thôi, ta không cần lý giải. Câu A nhỏ của tôi mà, tôi chấm điểm từng câu mà. B nhỏ, có cần chấm dứt thai kỳ hay không? Tại sao? Tại sao chấm dứt? Tại sao không? Tại bạn trả lời cần chấm dứt thì bạn lý do tại sao bạn ghi ra. Không chấm dứt lý do tại sao bạn ghi ra. Câu C nhỏ, hãy vẽ sơ đồ phát sinh giao tử của cái đứa này gen 14-21 dính lẹo nhau, nhận từ đâu? Đương nhiên cặp 14-21 này có thể nhận từ mẹ, có thể nhận từ bố, nó đâu có liên quan tới giới tính đâu. Gen 14-21 có thể mẹ cho nó mà, có thể bố cho nó mà, đúng không? Đó là lý do tại sao đây nè, cơ chế nè, cơ chế hình thành nên giao tử trứng của bà này. Chứ bà này có nhiều kiểu lắm, đúng không? Nên nãy mình đã trả lời là bà này, cặp vợ chồng này bị 2 lần nuôi thai, đúng không? Ông chồng trả lời 46 chiếc SY bình thường, đúng không? Người vợ trả lời là 45 chiếc, đúng không? Trong đó có chiếc 14-21 chiếc lẹo nhau, đúng không? Vậy là bà có nhiều lần tạo giao tử khác nhau, bà có 6 triệu chứng. Đây là một triệu chứng, mà có 6 triệu chứng, đúng không? Tại vì sự phân ly của nhiễm vấn thể này về hai cực tế bào là phân ly độc lập. Nó về cực tế bào này, nó chủ ghê 14-21 về nó, chơi chung với nó, nó đắt đầu nó cũng không. Nó vậy này, giờ tôi có 2 triệu chứng này, đúng không? Lần sau 14-21 về một cực tế bào, nó kêu về phương này nè, vui lắm. 21 nó nghe mùi tai nó đi về. Giờ tôi có 2 triệu chứng, đúng không? Thì sao nó rủ 21 về, 21 lắc đầu kêu ham không về, không có gì vui hết. 14 nó chưa được rủ ghê mà kia này nó rủ ghê nó về. Vậy là bên đây thiếu 14. Vậy tôi có 6 kiểu đúng không? 6 kiểu, tinh trùng của ông chồng bình thường rồi, kết hợp với tinh trùng. Rồi bố cho, mẹ cho, bố cho, vậy đủ 14, đủ 21. Con hoàn toàn bình thường nè. Cái này kết hợp với tinh trùng nè. Mẹ cho, bố, mẹ, rồi đủ. Đúng không? Cái này 14 đủ, 21, 1, 2, 3, bị đau nè. Cái này không có 21 nè, chết nè. Cái này dư 14 nè, chết nè. Cái này thiếu 14, chết nè. Vậy là sảy thai, bị đau. Cái này người lành, mấy bạn có chút giống mẹ. Cái này người lành hoàn toàn. Vậy là có 6 lần sanh, sẽ là 6 lần khác nhau. Có lần là có thể là này, có thể lần là này, có thể lần nãy giờ mình đau, có thể rồi những lần khác thương thật. Giờ tỷ lệ 1/6, 1/6, 1/6, 3 cái 1/6 cộng lại, cộng cái phần số cuối cùng mẫu số, ta lấy tử cộng tử mẫu số y nguyên, vậy cuối cùng là 3/6, 3/6 chia ra ước được phân số, vậy ta còn là 1/2, 1/2 là 50%, tôi thay luôn, vậy cứ thay luôn hoài nhá. Vậy cuối cùng số con đẻ ra mà sống chỉ là 1/3 cộng 3 cộng 3, vậy là 33%, 33%, 33%. Nếu 33% là hoàn toàn bình thường về kiểu hình và kiểu karyotip, 33% bình thường về kiểu hình, nhưng mà mang rối loạn cấu trúc nhiễm mắc thể giống mẹ, đúng không? 33% là con sinh ra bị trisomy 21 kiểu kiện đoạn, nghĩa là trong giờ này chúng đâu cần sàng lọc đâu, mẹ là người lành mắn là cấu trúc rồi, đưa tới automatic cấy tế bào nước ối để con trả lời là này thì để, trả lời là này là để, trả lời là này là bỏ. À, không thể trả lời mấy ngày nữa. Tại thai 16 tuần rồi mà. Làm sao mà rơi vô tình huống này được. Chỉ còn 3 tình huống này thôi. Thì bạn cấy nó ối đi. Này thì để đẻ, này để đẻ, này chấm dứt thai kỳ. Còn nãy mình trả lời là 45 chiếc chuyện đoạn, thiếu 14, thiếu 21 mà có chuyện đoạn 41. Vậy là bé trai này mang nó đã cấu trúc 14, 21 giống mẹ.
Vậy là người lành nó là cấu trúc không thừa không thiếu nhiễm thể, chỉ có sự thay đổi của lành cấu trúc giống mẹ thôi. Chúc mừng bà, yên tâm, bà đẻ con trai, nó chỉ mang cái gen nữ mốt giống bà thôi. Tới khi nào mốt lớn thì lấy vợ, thì là vợ nó sẽ có thể sảy thai, có thể sinh con gì đó. Sao bạn chấm dứt thai kỳ nó được? Sao bạn bỏ? Cứa này sao bỏ? Xin chúc mừng. Cô, ủa sao bác sĩ 45 chiếc, sao bác sĩ chúc mừng 45 chiếc mà thực chất nó là 46 chiếc. Đúng không? Không bỏ. Chừng nào dính lẹo 21 không? Còn giờ hôm nay là thấy không? Thấy giờ hôm nay không? Đó, 46 chiếc lên. Có thể dính lẹo bất kỳ chiếc nào, thấy không? Giờ hôm nay đó hai chồng lấy nhau đó, hương thai nè. Hương thai nè, 7 tuần nè, 8 tuần nè. Không có túi thai, có phôi mà có tim. Rồi lần này đẻ đủ tháng đủ ngày nè. Rồi sức môi, trẻ bầm hầu, thấy không? Tay chân 6 ngón, dị tật tim nặng, của Dương Nhi, 10 ngày sau chết. Đúng không? Rồi lần này hư thai nữa. Đúng không? 46 chia xì 4 bình thường, 46 chia 2 nhiêu? 23. Vậy là có hai dòng tinh trùng chia ngon lành đúng không? 46 chia 2 chẳng 23. X về bên, Y về bên. Vậy là có hai dòng tinh trùng, dòng mang nhiễm thể với tính X, dòng mang điểm nhẹ với tính Y. Đúng không? Còn người vợ thử ra là 45 chiếc, 13, 14, nó lại cắt cớ 13 dính lại 14. 13 dính lẹo lên 14, vậy là người này tôi gọi là người lành mang lại cấu trúc. 13 dính lại 14, 25 là sao chia. Cho nên bà sẽ tạo ra nhiều kiểu giao tử đúng không? Đúng không? Rồi lần sau bà có thai nè. Có thai ngẫu nhiên nè. Lại nó đâu có biết đâu, nha. Chỉ có thai cứ gáp vô thôi. Cứ gáp vô rồi có bầu rồi, có bầu rồi thai 16 tuần rồi lấy nó ối thử trả lời. Bốn mấy, 46. Bé trai 46 chiếc. Nhưng mà thực chất nó là 47 chiếc, tại nó có dấu cộng nè, thấy không? Cộng là thêm một chiếc đó. Thêm chiếc 13 nè, còn này trừ 14. Có 14 gì là không có gì kể cập tới này nữa. Vậy là vẫn còn cộng 13, vậy là vẫn còn dương 13. Một chiếc 13, một chiếc 13, một chiếc 13, giờ chi xuống 13. Thế là bỏ. Kêu bác sĩ ơi vậy nè. Vợ em gì chắc cho stress quá. Vợ em stress và vợ em chết mất. Thế là bác sĩ em có cách nào mà chẩn đoán sớm không? Chứ đợi thai 16 tuần rồi mới làm. Rồi da bất thường chi sinh 13 giờ bỏ nữa. Hoặc là chi sinh men bỏ nữa, vợ em stress. Bác sĩ em có cách nào chẩn đoán sớm không? Ông Điều Chuyện nói sao? Có. Có. Làm gì? Làm gì nói tôi nghe nè. Cái gì? Nó lớn lên làm gì? Trường một làm gì? Xin đi gà nhau. Đi gà nhau mà gà trai cũng bị stress nữa. Cũng bỏ thai nữa. Đâu có. Muốn chuyện nắng sớm không? Sớm hơn nữa. Trước khi có bầu. Chẩn đoán tiền cái phôi. Làm thủ tinh chống nghiệm. Làm thủ tinh chống nghiệm là dùng thuốc gì? Kích thích chân, kích thích chân, kích thích chân, kích thích chân, kích thích chân. Làm phát đồ chích á. Chích 1 ống, 2 ống, 3 ống, 4 ống, 5 ống, 6 ống, 7 ống, 8 ống. Rồi sau đó thử nội tiết, rồi chích tăng liều lên 2 ống, 2 ống, 2 ống, 2 ống. Thấy không? Rồi thử nội tiết FSH, LH. Thử E2. Rồi sau đó siêu âm nang noãn. Bên đây có 10 noãn. Bên đây có 8 noãn. Buồng trứng phải, buồng trứng trái nè. Giống như cái tay tôi nè. Buồng trứng nằm đây nè, đúng không? Siêu âm thấy 10 noãn, 8 noãn. Lấy gây mê xong mà lấy kim đâm vô bụng á. Hoặc lấy kim đâm từ dưới bụng. Cùng đồ đi lên đó, hút trứng ra, hút trứng ra, hút trứng ra xong mình sao? Để trong cái dĩa nè, để trong cái dĩa. Mình gọi là hút trứng ra. Giống như trong làm phát đồ làm thông tin giống nghiệm ở Việt Nam mình. Ha, kích thích noãn, để có nhiều noãn. Trong cái dịch hút noãn thì sẽ hư hết một hai cái. Chứ đâu ra đâu, đâu có trọn vẹn đâu. 15 cái bạn hút ra hư hết 3 cái, bạn còn có 12 cái. 12 cái tôi biết là cái nhiễm thể của trứng này ra làm sao. Kệ nó. Cứ lấy con tinh trùng của ông chồng đâu rồi, nhốt vô ít xì, đâm vô bào tương một trứng, đâm vô bào tương một trứng, đâm vô bào tương một trứng, rồi đánh ký hiệu. Cái này dĩa số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đẩy nguyên cái mâm này vô tủ kế số 2. 3 ngày sau lấy ra coi. 3 ngày sau, trứng và tinh trùng hợp nhất lại thành phôi rồi đúng không? Tôi lấy ra coi, kính đường vi. Tôi thấy phôi này nhân xù xì xấu, dục. Phôi này nhân xù xì xấu, dục. Phôi này nhân xù xì xấu, dục. Vậy cuối cùng 12 phôi tôi còn
đâu đủ 12 phôi đâu. Tôi đâm 12 dòng vô cái bào tương của 12 trứng. Đâu phải đâm vô là nó thành phôi, đâm vô thành phôi đâu. Đâu phải ủ 3 ngày thành phôi đâu. Đó là lý do tại sao trong thụ tinh giống nghiệm nó cần nhiều trứng. Nhiều trứng là chập phúc, thất thoát, hư hết 1-2 cái. Làm không kết hợp thành phôi 1-2 cái. Rồi cuối cùng thành 10 phôi. 10 phôi đâu phải coi là thấy 10 phôi này nó đẹp hết đâu. Có 4 phôi nhân dù xì xấu rồi. Xù xì xấu rồi. Dục 4 phôi đi còn lại 6 phôi nhân đẹp. Mỗi cái phôi giống như là một chùm nho 8 tế bào. Là mình gọi là phôi ở giai đoạn 8 tế bào. Phôi giai đoạn 8 tế bào. Một tế bào là một trái nho. Mình mới tách một trái nho ra mình chẩn đoán. Này con trai, phôi số 1 là con trai bình thường. Phôi số 2 là con trai trisomy. Phôi số 3 là con gái trisomy. Phôi thứ 4 con gái bình thường. Phôi thứ 5 trisomy. Phôi thứ 6 trisomy. Rồi mấy màu phôi trisomy đó để qua bên. Bỏ ăn không kiểm phôi. Ha, còn mấy phôi nào bình thường đâu? Còn 3 phôi bình thường đúng không? Lấy phôi bình thường nó đặt vô trong tử cung gọi là chuyển phôi. Nghe không? Tức là chẩn đoán tìm cái phôi và biết trước là phôi này là con trai hay gái. Lấy phôi này đặt vô tử cung gọi là chuyển phôi đã được chẩn đoán rồi vào trong tử cung. 15 ngày sau có kinh lại. Thì tôi gọi là phương pháp thụ tinh chống nghiệm và chẩn đoán tìm cái phôi của bạn. 15 ngày sau bà này thử máu dương tính. Thì tôi gọi là phương pháp chẩn đoán tìm cái phôi thành công. Xin chúc mừng bà sinh trong con và không bao giờ sinh ra bị dí lỡ lỡ ra. Không bao giờ chi sinh yên tâm. Bà này chẩn đoán tìm cái phôi. Thấy không? Làm nó mắc không? Dạ mắc. Hại nhiều quá bác sĩ. 800 triệu cho một lần làm. 10 người làm. Mấy người được? 3 người được. À, làm đâu bác sĩ? Việt Nam mình có làm không? Không. Làm bên Thái Lan. Chuẩn bị 800 triệu đem qua bệnh. Đúng không? Qua bệnh ta sẽ kích hoạt cho bà. Rồi sau đó ta hẹn ngày chập khúc trứng ra. Lấy trứng qua kết hợp với tinh trùng rồi thành phôi. Rồi ta chẩn đoán phôi, phôi nào tốt ta chuyển vô. Đúng không? 15 ngày sau nếu bà không có kinh là chúc mừng bà. Bà hành kinh lại thì thất bại. Hỏi còn phôi chữ không? Còn. Bà về Việt Nam đi, 3 tháng sau bà khỏe, bà quay qua lấy phôi chữ chuyển chứng. Phôi chữ bình thường chuyển chứng. Còn bà còn phôi chữ không? Dạ hết rồi. Bệnh viện chúng tôi hân hạnh đón tiếp quý ông bà khi có điều kiện quay trở lại với bệnh viện. Rồi thật sự là bệnh tôi có rồi, bệnh tôi qua bên Thái Lan hết rồi. Quay về đưa nguyên cái rapport là giống như là hồ sơ mua bán nhà nó ký. Trời ơi làm chẩn đoán chập khúc trứng trong quá trình điều trị có thể quá kích buộc trứng chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm theo y văn thế giới. Chẩn mình chập khúc trứng có thể bị xuất huyết nội phải ngừng điều trị tỷ lệ chiếm bao nhiêu phần trăm, nhớ không? Làm này là tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm. Rồi đồng ý ký lên dở ký chồng ký dở ký chồng ký ký chồng ký không thực hiện, nhớ không? Đó gọi là chẩn đoán tiền cái phôi. Thưa bác sĩ ơi, gì cái này tôi em tưởng rẻ 100 triệu còn cố gồng mình làm này cái gì dữ bác sĩ. Rồi đúng rồi, bà có 10 cái phôi ta phải chẩn đoán 10 cái chứ. Mà một cái phôi chẩn đoán là nhiêu? 2.000 thôi. Bà có 10 phôi mà chẩn đoán là hết 20.000 thôi. Thì công cho cái lép để chẩn đoán là 10.000 là nổi cái khâu trong lép không là 30 rồi. Cái khâu ngoài kích mãn nữa. Bác sĩ chịu hiếm muộn kích mãn hút trứng chuyển qua cô này là trong lép nè, làm đi. Ekip bên đây là ăn một nửa, ekip bên đây ăn một nửa. Mắc là mắc chỗ đó đó. Không sao. Thôi bác sĩ ơi, nó mắc quá không làm mà có cái nào khác không? Có. Nhưng mà cái đó là bắt buộc là phải chờ tới giai đoạn là một là bà làm ra nhau. Nếu bình thường và bạn. Còn nếu mà chi suy và bỏ. Không? Thì đó là phương pháp đơn giản dễ tiền nhất. Chứ không còn cách nào khác nữa. Còn cách nữa là thôi làm cái nhóm nghiệm với chứng người khác và chữa tay ba. Bà thì tôi làm cho nội mạc bà dày lên. Kinh bà có ngày một tay thì bà cho chứng cũng kinh có một tay. Thì tôi kích thích chứng của bà này, tôi lấy chứng của bà này ra, tôi kết hợp với tinh trùng con chồng, tôi đặt cho cái tử cung của bà. Nghĩa là con sinh học là con của bà B. Con nuôi dưỡng mang là con của bà A với ông A. Nó có hai người mẹ sinh học thì người mẹ nuôi dưỡng 9 tháng người mẹ. Đúng không? Nó
Thành ra cái gì cái hàng di truyền nó cũng có giáo trọng. Ăn thua cái tiền anh bỏ ra, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, giá thành bao nhiêu, ha, đạt được mức độ bao nhiêu, chẩn đoán gọi là chẩn đoán tiền kế phụ. Nơi giờ bất thường quan trọng là 13, 18, 11 cái xì thôi. Rồi một tiếng nữa là mình làm những cái dấu chứng khác nữa nha, những dấu chứng khác nữa. Tức là bệnh thalassemia á. Rồi nắm chưa? Rồi có gì thắc mắc không? Còn giờ tôi nói ngắn gọn lại, giờ thắc mắc gì hỏi em. Dạ, hỏi chuyện này. Kết hợp luôn. Tức là khi bạn cho siêu âm nãy giờ bác sĩ người nữ sinh nè, người nữ sinh theo dõi ha. Giờ bà Nguyễn Thi A, con so sinh năm 1990, con so trẻ tuổi đúng không? Kinh cuối tôi ghi vô, hoặc là kinh cuối quên rồi. Nhưng mà bây giờ bà trẻ kinh bao lâu rồi? Có rồi, giờ bà làm cái siêu âm sơ khởi trước đi để coi túi thai nằm đâu. Để có căn cứ của túi thai, phôi thai và giai đoạn đó, bạn cộng thêm 4 tuần để nó rơi vô và 1, 12 tuần, 3 tuần đúng không? Bạn cho làm siêu âm để phát hiện sớm dị dạng não ung thủy, dị dạng cái thai vô sọ, dị dạng phát hiện nam bằng não, dị dạng bốn cánh tay bùng cổ nha, rồi vị trí bên nhau nó ôi thì bạn lấy bốn ống máu ha, một ống làm một ống mình thử luôn một lúc một lần một là tôi giải quyết được bốn bệnh lý của em bé. Nhóm máu IBO yếu tố gây huyết dương nghĩa là bệnh vàng da sâu xanh do xung các cái cơ thể không bị, một máu thử da mai mang siêu vi ha, HIV và leucemi không bị tiêu đường trong thai kỳ thì nó không bị dị tật phát sinh tiểu đường. Có máu tôi thử IgG, IgM của ông rubella, IgG dương tức là các kháng thể loại IgG đối với rubella dương mà IgM âm vậy là không bị dị tật bẩm sinh do sởi. Rồi cái nữa tôi thử huyết đồ hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, tôi nhìn vô chất các chỉ số MCB khác, tôi kêu MCB khác tốt vậy tôi không sợ bà là người lành mang bệnh đột biến gen thalassemia, vậy không còn không sợ con sinh ra bệnh thalassemia rồi chết. Rồi còn ống máu cuối cùng tôi sẽ ghi đầy đủ chiều dài đầu mông kích thước của bé NT ha, dạ. Ngày sinh tháng đẻ của bạn, tình trạng bara của bạn, rồi tôi trả lời bệnh đau làm cùng một lúc. Không, chẳng ơi là tình cờ mình mới phát hiện ra thành giới tính, tức là một cái giới tính. Thì nãy mình đã nói rồi, rối loạn về số lượng nhân thể. Bạn xét nghiệm dùng cái xét nghiệm NT, bạn chỉ dùng để tầm soát bệnh lý nhiễm nhân thể liên quan tới 13, 18, 21. Nếu bạn có kết hợp làm double test, bạn không chỉ tầm soát nguy cơ cao của 13, 18, 21. Nếu bạn dùng double test, bạn tầm soát nguy cơ cao của 21, 18 và NTD. Còn rối loạn nhiễm thể khác về mặt số lượng, người ta không tầm soát, tại người ta không có biết được chất nào có liên quan đến nguy cơ của thấp của bệnh lý đó mà thành là mấy chưa. Và nếu mà rối loạn về số lượng các nhiễm thể thường, ngoại trừ không phải nhiễm thể thường 13, 18, 21 gây thai lưu hết rồi, cho nên không cần tầm soát. Còn thừa nhiễm thể giới tính, thiếu nhiễm thể giới tính, 80% thường thai cũng thai lưu hết, sót lợi con chút xíu. À, tình cờ khi tôi làm cái nhiễm mất thể mà nguy cơ cao 18, 21 tôi phát hiện luôn giới tính gì chứ cái đó không phải là một cái tránh của tầm trang, nó là những thứ mà nó không đó, chứ còn mấy cái rối loạn về cấu trúc người ta đâu có tầm soát được à, vậy là ngoại trừ cái rối loạn về số lượng 13, 18, 21 và anh đi người ta tầm soát ta nghĩ nhiều cái rối loạn cấu trúc khi nào, khi nhờ các bác sĩ xuân tầm soát những dấu hiệu dị dạng của bé và những dị dạng đó không có liên quan nằm trong thừa nhiễm thể 13, 18, 21 mà nó vẫn dị dạng kiểu khác thì mới nghĩ nhiều cái a dị dạng đó là do bác sĩ xuân để vậy là cái nhiệm vụ nhiễm thể cao của thế giới hiện nay nắm chưa? Cái test thì cũng còn cái test thứ hai, nhưng mà không, cái test này nó có cái viết thêm được cái NTD. Vậy thì người sản phụ nên thử hai cái không? Không, sản phụ đôi khi nên thử một cái thôi. Tại NTD người ta dùng phương tiện siêu âm để ta loại, ta khảo sát siêu âm 3 chiều, 4 chiều, khảo sát kỹ hệ kim trung ương,
tao khắc kỷ cuộc sống. Tao dùng NTD tao loại rồi. Tao đâu cần, tao cần phải làm cả hai bước. Một còn cái chọc ố luôn nè. Cái gì còn cái chọc ố nè. Rồi nắm chưa? Nói mấy anh chị làm sư âm, mấy anh chị sẽ thấy nhiều dấu hiệu có liên quan tới rối loạn nhiễm thể. Rồi thời điểm ví dụ như là thời điểm dưới 12 tuần, lúc bạn siêu âm đo đôi mồi da gáy á, thì bạn thử IgM, à, lúc đó IgM nó đã có dương tính rồi thì bạn bỏ luôn rồi. Để IgM đã có rồi vậy lúc đó bạn lùi lại 3 tuần 4 tuần là IgM đã xuất hiện rồi. Và nó du hành khoảng chừng tháng có rưỡi thì nó sẽ âm tính. Mà ngay từ lúc thai 11 tuần mà bạn phải cho thử máu và bầu rồi bạn thử luôn IgG rồi. Mà có IgG âm, IgM dương, cứ bỏ luôn, IgM đã có rồi. Còn lúc đó IgG dương, IgM dương, hai cái đều dương á, cứ bỏ luôn. Tức là lúc 7-8 tuần, 7 tuần lúc đó đôi khi thai phụ bạn chưa tới với bạn mà. Bạn đâu cần làm chi. Cứ kết hợp cho đôi mồi cái tôi làm luôn. Tức là khoảng thai 11 tuần, 12 tuần tôi làm. Tôi làm nếu mà IgM tôi âm, IgM tôi âm, mà IgM tôi dương, mà dương cao 300-400, chẳng hạn vậy. 4 tuần sau tôi lặp lại. Nếu IgM nó tăng gấp 4 lần, 5 lần